Chương 01 Đốc sát tổ người tới rồi Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio chấm Hải viên lịch năm 1492 Bắc hải hải vực Ánh nắng tươi sáng, thanh lương gió biển trên mặt biển thổi lên từng mảnh gần sóng Một chiếc treo tuyết trắng hải Âu Cờ Quân Hàm chính lấy một loại bình ổn tốc độ chậm rãi đi thuyền trên mặt biển Cao ngất cột buồn dương lên lên lạc ấn lấy, chính nghĩa, màu đen chữ lớn to lớn cánh buồn ta giòn, ta thích ngươi, mời tiếp thu ta yêu thương đi. Quân hạm bông thuyền Nên một người dáng dấp có chút lạo thảo hải quân thiếu tá một cái hoa lệ trượt sẻn, động tác khoa trương địa quỳ một gối xuống địa, hai tay dân một chùm tiên diễm hoa hồng, ánh mắt tha thiết mà nhìn trước mắt mỹ nhân. Ở trước mặt của hắn là một cái giữ lại màu đen gợn sóng tóc dài cao gầy nữ hài. Hắn người khoác một bộ bản bộ thiếu tá chính nghĩa áo choàng, người mặc màu hồng đai đeo ngắn tay, chỉ mặc quần ngắn nửa người dưới lộ ra một đôi trắng nõn tròn trịa đôi chân dài. Cha tân thiếu tá quá dũng cảm. Cha tân thiếu tá cố lên. Nương theo lấy cha tân công nhiên tỏ tình, bông thuyền cái khác hải quân cũng là kích động địa hoang hô lên. Có người vung giấy màu, có người tân bốc, có người kéo vang pháo mừng. Thậm chí có người dơ lên một mặt viết, cha tân thiếu tá thứ 38 lần thổ lộ, hoành phi. Phản phất là bị sau lưng thuộc hạ gào to cùng nhiệt tình chỗ cổ vũ, cha tân nội tâm lập tức tràn ngập không có gì sánh kịp tự tin. Dơ lên hoa hồng đồng thời, hắn còn tao bao địa lắc lắc trên đầu kia một túng bóng mở tóc, lộ ra một bộ tự nhận là xuất khí vô cùng biểu lộ. "Dion, tiếp nhận ta yêu thương đi, trên thế giới này không có sao ta càng thêm ưu tú nam tử hán." "Dion." Khóe miệng của nàng run rẩy một chút, ngữ khí buồn bã nói. "Cha tân" ngươi là một người tốt, nhưng chúng ta không thích hợp. Bông thuyền lập tức trở nên phá lệ yên tĩnh. Tiếng kèn, tiếng hoan hô, pháo mừng âm thanh cùng nhau im bặt mà dừng. Một đám đám hải quân dùng ánh mắt thương hại nhìn xem một gối quỳ ở nơi đó, yên nguyên tay nâng hoa tươi cha tân thiếu tá, chợt phát hiện bóng lưng của hắn lộ ra như thế nghèo túng cùng điều hiu. Nghĩ như vậy, cái mũi của bọn hắn không khỏi có chút mỏi như. Cha tân thiếu tá quá thảm rồi rõ ràng đều đã tỏ tình nhiều lần như vậy. Ai? Bọn hắn vô ý thức đi đi qua, vừa muốn mở miệng an ủi một chút, không ngờ không nhúc nhích cha tân lại là bỗng nhiên nghiêng đầu lại, lạo thảo trên mặt vậy mà bao trùm lấy hai hàng nước mắt. Các ngươi đã nghe chưa? Cha tân cắn môi dưới, trong hốc mắt đúng là bao hàm nước mắt. Cái kia cha tân thiếu tá, chúng ta đều nghe được. Kỳ thật ngươi cũng không cần chán ngán thất vọng. Không sai, nam tử hán. Chúng hải quân nhau nhau không đành lòng địa an ủi. Do vậy mà khen ta là người tốt. Cha Tân bỗng nhiên nhảy địa tự nguyên địa nhảy lên, hai mắt đẫm lệ trong mông lung hai mắt bắn ra hào quang chói mắt, kích động đến đầy đỏ mặt lên. Hắn rốt cục thừa nhận ta. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ta chỉ phải tiếp tục cố gắng tỏ tình, không chừng lần tiếp theo hắn liền sẽ đáp ứng cùng ta kết giao. Chúng hải quân. Hắn đây là khen ngươi sao? Ngươi là người tốt đây là cái gì lời hữu ích sao? Bọn hắn khóe mắt trung trảy địa liếc mắt nhìn nhau, biểu lộ cứng nhắc mà xấu hổ, mịt mờ địa trả lại dưới ánh mắt về sau, đồng loạt cười gật đầu. Đúng a à, đúng a, à. không sai không sai, đúng vậy đúng vậy, ta liền biết. Cha tân lập tức nhảy cẩn hoang hô, nắm chặt nắm đấm. Hắn đây là tại khảo nghiệm sự chịu đựng của ta ta rốt cuộc minh bạch ngươi dụng tâm lương khổ giòn. Hắn nghiêng đầu đi, cười hắc hắc mà nói. Kỳ thật ngươi không cần khảo nghiệm, chúng ta dù sao đã nhận biết đã lâu như vậy, ngươi còn không biết tâm ý của ta đối với ngươi sao. Tới đi hôn một cái. Nói cha tân biểu môi hướng giòn góp đi qua. Âm. Một giây sau, cả người hắn như là như đạn pháo bay ngược ra ngoài, cả người đụng phải cột buồm bên trên, tiếp theo như là một đống bùn nhão mềm nhũng địa trượt xuống hai hàng màu đỏ tươi máu mũi từ mũi của hắn bên trong tuôn ra thân thể thỉnh thoảng run rẩy một chút bên cạnh đám hải quân phản phất sớm đã thành thói quen hình tượng này thu hồi các loại tiếp ứng công cụ người không việc gì đồng dạng riêng phần mình chấp hành cương vị của mình nhiệm vụ nháo kịch kết thúc giòn vuốt vuốt huyệt thái dương bất đắc dĩ địa thở dài một hơi hắn lần nữa lật ra trong tay quân sự văn kiện bên trong là một cái hải quân hồ sơ. Tính danh Roger, đa rần tuổi tác 19 xuất thân Bắc Hải, cô nhi chức vị Bắc Hải 312 chi bộ căn cứ trưởng quân hàm Hải quân bản bộ thượng tá năng lực Hư hư thực thực điều khiển kim loại trái ác quỷ năng lực, cụ thể không rõ đánh giá Rất có giả tâm nhân vật, tác phong làm việc dứt khoát tàn nhẫn, làm người thẳng thắng tại Bắc Hải Hải vực có được rất mạnh lực ảnh hưởng, tiềm lực kinh người, có thể nạp nhập sĩ quan trại huấn luyện tuyển bạc đối tượng chú ý, người sinh hoạt tác phong tồn tại nghiêm trọng vấn đề mà tại cái này bản biểu phía dưới là từng hàng lít nha lít nhít tiêu diệt hải tặc chiến tích cùng công huân. Trừ cái đó ra, trên hồ sơ vẫn xứng một trương hải quân chân dung bộ cung cấp ảnh chụp. Dòng tùy ý địa nhìn lướt qua ảnh chụp, hắc mã não con ngươi lóe lên một cái. Trong tấm ảnh nam nhân tóc đen cu rồng, ngũ quan khắc sâu, ánh mắt thâm thúy như tinh thần, tản ra một loại cuồng giả lại không bị trói buộc khí chất. Gia hỏa này dáng dấp có chút đẹp trai a, à, đều nhanh muốn cùng lão tử đứng ngang hàng. Lúc này cha tân cũng là đem sưng mặt sưng mũi đầu bu lại, chật chật ngợi khen. Cho nên cái này tên là đa rân gia hỏa, chính là chúng ta nghề này thẩm tra mục tiêu sao. Dông nhìn lỗ mũi còn cắm hai đoàn khăn tay cha tân một chút, cố nén đem cái này không biết xấu hổ gia hỏa lần nữa bạo đánh một trận nổi kích động, ngữ khí bình thản nói. Không sai, gia hỏa này tại Bắc Hải hô phong hoáng vũ, nghiễm nhiên là Bắc Hải thổ hoàng đế, mà lại lại bí ẩn tình báo công bố, hắn còn cùng thế lực ngầm, mafia cùng Bắc Hải không ít quốc gia đều có tự mình hợp tác. Căn cứ tơ su tỷ tỷ thuyết pháp, đa rần gia hỏa này là cái rất nguy hiểm cũng rất có nhân vật có bản lãnh. Lần này chúng ta tới, ngoại trừ đại biểu bản bộ cho hắn thụ huấn bên ngoài, còn có thẩm tra trách nhiệm. Mặt khác, đây chỉ là nhiệm vụ của ta, ngươi cùng tới làm gì? Hắn bất mãn mà nhìn xem trước mặt cái này mặt dày mày dạng gia hỏa. Mình nhiệm vụ mang theo, nhưng cha tân cái này hỗn đảng hết lần này tới lần khác đến đi theo. Ngươi đi nơi nào, ta đi nơi nào? Cha tân nháy mắt ra hiệu HHXO, hắc xô, chợt có chút xem thường địa nói lầm bầm. Bất quá gia hỏa này chỉ là một cái bản bộ thượng tá mà thôi, về phần tơ su tham mưu coi trọng như vậy sao? Dòng trong miệng tơ su tỷ tỷ, đây chính là hải quân bản bộ đại tham mưu, là toàn bộ thế giới chính nghĩa lực lượng nhân vật trọng yếu. Có thể bị tơ su tham mưu để vào trong mắt nhân vật, chẳng lẽ không cũng đều là râu trắng, gôn đần ly ông, rô lớn như vậy hải tặc sao? Mà tiểu tử này bất quá là trú đóng ở tứ hải hải vực một cái bản bộ trung tá mà thôi, mặc dù tại quân hàm bên trên cao hơn chính mình cấp 1. Nhưng cái này chỉ là bởi vì chính mình từ nhỏ tại bản bộ lớn lên, còn không có thời gian tích lũy đầy đủ chiến công đến tấn thăng. Nếu như mình bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, tùy tiện đều có thể vượt qua gia hỏa này. John lại là lắc lắc đầu nói. Không, tơ su tỷ tỷ nói như vậy, khẳng định có lý do của nàng. Cha tân trồng mắt đi lòng vòng. Cho nên nếu quả như thật thẩm tra ra vấn đề gì, chúng ta muốn khai thác hành động sao nói hắn một bên nhìn không được tách ra tách ra ngón tay vẽ rất là háo hức không biết vì cái gì hắn nhìn thấy trên hồ sơ tấm hình kia liền có loại đánh gia hỏa này một trận nổi kích động nói không nên lời lý do dù sao chắc chắn sẽ không là bởi vì hắn lớn lên so lão tử đẹp trai không chúng ta chỉ cần hướng bản bộ báo cáo chuẩn bị là được rồi dong chậm rãi khép lại hồ sơ quay người nhìn về phía phương xa biến cả rộng lớn vô ngần trên mặt biển hướng mặt thổi tới thanh lương gió biển đem mái tóc dài màu đen của nàng thổi đến múa hắn nhớ tới xuất phát trước tơ su tỉ tỉ cho mình dặn dò cũng nhớ tới trước đó tại bản bộ bên kia nghe được liên quan tới cái này đa rân đủ loại truyền ngôn bắc hải tứ hải bên trong hỗn loạn nhất hải vực suy nghĩ tung bay ở giữa phương xa trên mặt biển một tòa phòng giữ sâm nghiêm quân sự cơ sở hình dáng chậm rãi trong mê vụ nổi lên. Lập tức sắp đến. Giang Thản Nhiên nói, "Quân hạm trên khán đài dần dần thổi lên quân hào." To rõ tiếng quân hào xa xa truyền ra ngoài, mà phương xa 321 hải quân chi bộ phương hướng cũng là truyền đến đồng dạng tiếng quân hào. Lẫn nhau hô ứng, chuẩn bị đổ bộ. Giang quay đầu đối một đám hải quân nói, "Rất nhanh, quân hạm chậm rãi lái vào 321 hải quân chi bộ bến cảng. Từng dãy súng ống đầy đủ hải quân binh sĩ đóng quân trên đất bằng, tổ thành một cái khí thế túc sát quân sự phương trận. Cái này bắt hải hải quân. Có chút không đơn giản a. À? Cha Tân vuốt cầm, đánh giá 321 chi bộ trú địa hải quân, nhìn không được bình luận nói. Mặc dù 321 chi bộ là bắt hải hải quân hệ thống, quy mô lớn nhất, thực lực mạnh nhất chi bộ, nhưng tứ hải khu vực hải quân tố chất lại nổi danh thấp, cùng bản bộ trên lệch cách xa kia là mọi người đều biết sự thật. Nhưng cha Tân lại phát hiện, những này hải quân tinh thần diện mạo đều tướng làm điêu luyện, mỗi cá nhân trên người đều tản ra hung hãn khí thế, ánh mắt cứng cỏi, trên người súng lục cùng dao quân dụng đều là đỉnh cấp mặt hàng. Chỉ từ khí thế kia cùng trang bị bên trên phán đoán, liền xem như bản bộ tinh nhuệ cũng không gì hơn cái này có điểm gì là lạ a à, cái kia tên là đa rân gia hỏa lại có thể đem bắc hải hải quân huấn luyện được loại trình độ này dong cùng cha tân hai người nhìn không được trao đổi một ánh mắt đều là nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương cúi chào lúc này một tên khoảng 20 tuổi mang theo nón lính hải quân thiếu tá từ trong phương trận ra khỏi hàng cao giọng hô thoại âm rơi xuống bến cảng bên trên tất cả hải quân cùng nhau cúi chào dòng cùng cha tân hai người cũng là đáp lễ quân lễ, chợt tổng quân tàu đi rơi. Mô mông thiếu tá, lần đầu gặp mặt, người tốt. Dòng duỗi xuất thủ, ánh mắt đánh giá trước mắt cái này giữ lại ngầm tóc màu tím, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng nam nhân, trong đầu cũng là hiện ra tương quan tình báo. Mô mông hải quân thiếu tá, bắc hải 321 chi bộ phó căn cứ trưởng, căn cứ trưởng Roger đa rần cánh tay trái bờ vai phải. Ga nắm chặt lại giòn tay, trầm giọng nói. Hoan nghênh giòn thiếu tá cùng cha tân thiếu tá đến đây tuần sát. Mặc dù tại quân hàm bên trên đều là cùng một cấp, nhưng giòn hai người dù sao đến từ bản bộ, đại biểu cho hải quân bản bộ quyền uy, cho nên trình độ nhất định tôn trọng vẫn là phải. Đều là đồng liêu, không cần khách khí như thế. Giòn mỉm cười nói, ánh mắt lại tả hữu đánh giá một vòng. Đa rân thượng tá đâu? Mô mông ga sắc mặt hơi chậm lại, lại là có chút ấp úng. Đa rần căn cứ trưởng. Còn tại bận biểu. Còn tại bận biểu. Giòn nhíu lên lông mày, chợt nhìn thấy bến cảng bên cạnh đổ lấy một chiếc trang trí hoa lệ quan thuyền. Quan trên thuyền điểm suyết lấy nhan sắc tiên diễm giải lụa màu, cột buồm tung bay lấy vương quốc cờ hiệu. Đây là Idis vương quốc quan thuyền. Giòn nhận ra quan trên thuyền cờ xí, biểu lộ lập tức như che đậy sương lạnh. Hắn nhớ tới trước đó tại bản bộ nghe được liên quan tới đa rân đủ loại truyền ngôn. Vô ý thức cắn cắn diên ga. Chiếc này quan thuyền rõ ràng là kiểu nữ phong cách, như vậy chủ nhân của nó. Nên không lại. Dòng trong lòng toát ra một vòng dự cảm không ổn, nghiến răng nghiến lợi mở ra bước chân, trực tiếp vượt qua mô mông ga, hướng phía căn cứ trưởng phủ đệ phương hướng nhanh chân đi đi. Trong đầu của nàng, đều là liên quan tới roger đa rần sinh hoạt hữu hóa sa đọa háo sắc nghe đồn ân ừ, tác giả cũ sách mới quyển này tiếp tục cùng mọi người lãm nhảm lãm nhảm hải tặc nguyên chấp nguyên vị hải quân cố sự không hệ thống không hắt mặt khác lão mã cũng nhắc nhở một chút quyển sách này nhân vật chính chính nghĩa cũng không phải là như vậy thuần túy muốn xem anh hùng chủ nghĩa có thể đi nhìn xem quyển sách trước cuối cùng hoàn toàn như trước đây chúc độc giả các lão gia tốt Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 02 Hỗn loạn no biển, sa đọa hải quân. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đa rần từ một trương mềm mại trên giường lớn tỉnh lại. Sóng mũi cao, phản phất sao trời thâm thúy hai con ngươi, như kiếm phong sông mi, một đầu màu đen nhỏ vụn tóc ngắn, làm nổi bật lên dáng vẻ hào sản không bị trói buộc khí chất. Hắn chậm rãi từ trên giường đứng lên, Trần trụi nửa người trên hiện đầy đủ loại dữ tận đáng sợ vết sẹo, thô cùng cơ bắp đường công cho hắn thêm vào mấy phần cuồng giả. Luôn luôn liền là rất đẹp trai. Đa rân đại nhân, ngài tỉnh rồi sao? Mềm mại cái chăn phát xuống ra một đạo tê dại, mềm mại đáng yêu thanh âm. Một trương nhu tình như nước thành thuộc khuôn mặt từ dưới chăn nhô ra, dưới chăn đường công phát họa quyển chuyển thân thể tận là không thể qua thẩm miêu tả nữ nhân nhuận đạt được nước con ngươi vũ mị nhìn về phía đứng tại xuống đất pha lê trước cao đại nam nhân biểu lộ tràn ngập bị chinh phục thỏa mãn hắn chưa từng thấy như thế hoàng mỹ nam nhân cuồng giả bá đạo lại kiệt ngạo bất tuần mặc dù bởi vì nhà mình trượng phu thích cùng giới nguyên nhân dẫn đến tối hôm qua là mình lần thứ nhất nhưng trước mặt cái này nam nhân lại cho hắn khó có thể tưởng tượng vui thích đa rần đi vào bệ cửa sổ trước từ thủy tinh trên bàn trà cầm lấy một cây thượng đẳng xì gà sau khi đốt hít thật sâu một hơi, mỉm cười nói. Ừm, ngươi ngủ tiếp đi, thân yêu. Tuy nói lấy thân yêu, nhưng nữ nhân này chẳng qua là đa rân liệt diễm kiếp sống bên trong một cái khách qua đường mà thôi. Rất nhanh hắn liền sẽ quên. Mặc dù cái này quý tộc phu nhân tư vị xác thực rất không tệ. Đa rân tiện tay phủ thêm một kiện rộng lượng áo sơ mi trắng, rộng mở lồng ngực, cho mình bưng một chén whisky, theo tay cầm lên nhất mới xuất lô báo chí, một bên uống vào whisky một bên lật xem. Grand Liner, chiến tranh không ngừng nghỉ nước, thảm tao quốc gia anh hùng diệt quốc. Chỉ dựa vào một người liền tru diệt cả quốc gia quân đội. Ma quỷ đồng dạng thiếu niên. Dulac, Bullet. Đại hải tặc, thế giới kẻ phá hoại, bên đi, quốc đánh chìm chính phủ thế giới quan thuyền, thế giới quý tộc thiên long nhân tức giận, kết xù treo thưởng 200 triệu berry. Quốc pirate hải tặc đoàn hoặc thành chính phủ uy hiếp lớn nhất đại hải tặc roger một lần nữa xuất phát mới nhất hành tung ở vào yếu nhất no đông hải đại hải tặc gôn đần shiki tại tân thế giới chiêu binh mãi mã ý đồ tổ kiến trên thế giới quy mô lớn nhất hải tặc hạm đội đại hải tặc Kaido cùng chát ló linh linh tại tân thế giới bộc phát đại chiến dẫn đến một tòa mô hình nhỏ hòn đảo bị sang thành bình địa từng đầu nhìn thấy mà giật mình tin tức tiêu đề hiện ra tại đa rừng trước mắt để hai mắt của hắn vô ý thức hiếp lại thật sự là đủ náo nhiệt a à, thời đại này. Hắn chậm rãi khép lại báo chí, nhấp một miếng whisky, đốt lên một cây in thiếp vàng đường vân cấp cao xì gà. Nồng đậm mùi thuốc lá kích thích ít hầu, để tinh thần của hắn phấn chấn, rơi vào trầm tư. Không sai, đa rần là cái người xuyên Việt. Chỉ bất quá khác người xuyên Việt không giống, hắn cũng không có cái gì thiên tuyển chi tử hệ thống hoặc là kim thủ chỉ, duy nhất ưu thế cũng chỉ có linh hồn dung hợp về sau, đối tự thân cảm giác cùng trưởng khống so với thường nhân muốn tin chuẩn rất nhiều. Hắn từ 5 năm trước xuyên qua đến cái này hải tặc thế giới, từ một tên tầng dưới chót nhất hải quân binh nhì, thật vất vả mới bò tới giờ này ngày này vị trí. Bắc Hải, mặc dù tại gờ răng liner bên ngoài, nhưng là Đông, Nam, Tây, Bắc Tứ Hải bên trong hỗn loạn nhất, giả man nhất, tàn ô nạp cấu nhiều nhất hải vực. Không có yếu nhất no biển, Đông Hải hòa bình, không có màu dịch phồn vinh Tây Hải giàu có, không có bóng người thư thất Nam Hải ổn định. Bắc Hải, khắp nơi đều tràn ngập mafia sống mái với nhau, thế lực ngầm chém giết, vương quốc ở giữa chiến tranh không ngừng, hải tặc hung hăng ngang ngược. Hết thảy tất cả đều để Bắc Hải trở thành vô số hải quân quản lý ác mộng. Từ một cái bình thường hải binh đến 321 chi bộ căn cứ trưởng, thậm chí tức sẽ nên đón bản bộ thủ huấn, đa rần đến cùng đã trải qua bao nhiêu hiểm chết mọc lan tràn, bao nhiêu người lừa ta gạt chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ. Chỉ có trên người hắn cái này một thân tổn thương cũng đủ để chứng minh hết thảy. Cũng chính là biết rõ cùng nhau đi tới không dễ, đa rân chọn lựa nhân sinh thái độ là vậy hắn phóng túng. Dù sao hắn vị trí thời gian tuyến thế nhưng là hải viên lịch năm 1492. Thời đại này, gốc vali đại chiến kết thúc mấy năm, toàn bộ thế giới trật tự đều ở vào trong hỗn loạn, Roger vẫn chưa hoàn thành vĩ đại đi thuyền trở thành truyền thuyết kia bên trong vua hải tặc gom đần ông còn không có đi marinfo tặng đầu người yên nguyên làm lấy hắn thống trị biến cả xuân thu đại mộng râu trắng còn tại đầy biến cả địa thu nhi tử một đầu hoàng kim mũ miệng tóc vàng yên nguyên tràn đầy cai đô còn chưa trở thành hậu thế lừng lẫy đại danh đáng yêu nhiều vị lão sư bây giờ yên nguyên đầu sắc địa thỉnh thoảng tìm hải quân tự sát chắc ló linh linh còn không trở thành biết mâm, như thế tự như núi thịt sắt thép khí cầu y nguyên duy trì mỹ lệ dáng người, trên biển cả tìm kiếm lấy thích hợp ngựa giống, tóc đỏ vẫn là cái thực tập sinh, Bugi còn không có thành hoàng, vương Luffy thậm chí còn chưa ra đời. Thời đại này, không có tứ hoàng các cứ tân thế giới cân bằng cách cục, không có vương hạ thất vũ hại chế độ, có chỉ có hỗn loạn cùng chém giết. Tại loại này toàn bộ thế giới đều chịu đủ hải tặc tứ ngược thời đại, cái này đại hải tặc, lớn kiêu hùng khắp thế giới chạy niên đại, liền xem như bị vô số người xuyên Việt tiền bối coi là hèn mọn phát dục tốt nhất nghề nghiệp hải quân, cũng là một cái đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên chức nghiệp. Đa rân mình cũng nói không chính xác lúc nào liền sẽ đang chém giết lẫn nhau bên trong chiến tử, cho nên hắn đương nhiên muốn đem cuộc sống của mình trôi qua tốt một chút. Thật vất vả xuyên qua một lần, hắn tự nhiên muốn sống thống khoái. Cho dù là làm hải quân, cũng không thể làm khổ cấp cấp hải quân. Muốn uống rượu ngon nhất, rút mãnh liệt nhất khói, ngủ nhất nữ nhân xinh đẹp. Đây chính là hắn nhân sinh chuẩn tắc. Sa đọa cũng tốt, hữu hóa cũng được, những này cái gọi là thanh danh kỳ thật không có chút nào trọng yếu. Hắn cũng không phải hải tặc, muốn thanh danh cái đồ chơi này tới làm gì. Bắc hải hải quân, nhưng cho tới bây giờ đều không dựa vào thanh danh tốt đến tấn thăng. Không nói những cái khác, mình đã từng cấp trên, Bosalino cùng Sakajiki kia hai tên gia hỏa, cũng là đồng dạng xuất thân Bắc Hải. Thanh danh của bọn hắn cũng không gặp được nhiều tốt. Nhưng bọn hắn hiện tại không giống đi bản bộ, tổng quân quan trong trại huấn luyện sau khi tốt nghiệp liền từng bước cao thăng, trở thành hải quân trong mắt mọi người ván đã đóng thuyền, tương lai hải quân đại tướng. Đương nhiên, chơi thì chơi nháo thì nháo, đối với mình tu hành cùng thực lực tăng lên, đa rần tiêu chuẩn cùng hắn chọn nữ nhân đồng dạng nghiêm ngặt. Nghĩ như vậy, hắn điều chỉnh một chút tự thân khí tức, dần dần tập trung tinh thần, để cho mình đắm chìm trong đối thân thể cảm giác bên trong. Xuyên qua đưa đến linh hồn dung hợp, sinh ra một loại nào đó thần kỳ thiên phú, để hắn đối tự thân cảm giác tinh chuẩn đến một cái thường người không cách nào tưởng tượng trình độ. Để cho tiện phân tích cùng ghi chép, trải qua đi qua mấy năm tìm tòi, hắn thành công đem loại cảm giác này đại khái cụ tượng hóa, lấy con số hình thức làm tính toán đơn vị, so sánh hắn đã từng thấy qua sen gúc đại tướng, làm ra một cái cá nhân thuộc tính bản. Cái này nhìn như rất không hợp lý, bất quá ngay cả xuyên càng như vậy chuyện ngoại hạng đều phát sinh, cũng có thể tiếp nhận. Thể phách 58, 103 lực lượng 53.831 tốc độ 57.539 trái cây 71.345 thể phách, đại biểu cho thân thể lực phòng ngự, sinh mệnh lực cùng sức chịu đựng, lực lượng, liền là thuần túy lực cánh tay, thân thể lực lượng, trong nháy mắt lực bộc phát, tốc độ, liền là tốc độ di chuyển, cự ly ngắn bắn vọt bộc phát, đến tại trái cây. Thì là trái ác quỷ trưởng khống trình độ. Số liệu này vật tham chiếu là có cụ thể ví dụ, mát trị số là 100. Tỷ như thể phách, vật tham chiếu tự nhiên là nguyên kịch bản bên trong hải lục không mạnh nhất sinh vật, bách thú cai đô. Cai đô loại kia không có cao cấp riêu liền không cách nào tạo thành tổn thương kinh khủng phòng ngự, đa rần đoán chừng hắn thể phách hẳn là 90 điểm tả hữu. Ừm, thể phách quả nhiên tăng trưởng không? Không ba, đa rần tinh tế cảm giác thân thể của mình, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Mình một lần tình cờ phát hiện, rốt cục được chứng minh. Trải qua tối hôm qua dài đến 2 giờ, chinh phạt, hôm nay tỉnh ngủ về sau thần thanh khí sản mình, thể phách quả nhiên mạnh lên. Cái trình này rất hợp lý. Căn cứ xuyên qua trước nắm giữ sinh lý học tri thức, vừa phải vận động, có thể tăng lên thân thể cao đồng trình độ, hùng kích thích tố sinh dục, đồng thời phóng thích đại lượng nhiều ba án, từ đó có thể xuất tiến bắp thịt tăng trưởng. Không không ba nhìn như không nhiều, nhưng tế thủy trường lưu, thịt mũi cũng là thịt. Đúng vậy, đây chính là đa rần đi qua mấy năm không ngừng dốc sức làm, tìm tòi đến liên quan tới chính mình cái này, thiên phú, cách dùng. Thông qua tinh chuẩn đối thân thể cảm giác, như là số liệu đồng dạng chính xác phản hồi, hắn có thể tìm tới thích hợp nhất tự thân trưởng thành tu hành phương thức từ mà không ngừng địa thực hiện thực lực tăng lên đúng vào lúc này bạch cửa phòng bỗng nhiên bị kiếm quan bén nhọn mở ra một đạo mái tóc đen dài cao gầy bóng hình xinh đẹp thần sắc băng lãnh nổi giận đùng đùng địa đi đến đa rân thượng tá ngươi thân là sắp lên mặt cho bác hải đô đốc vậy mà tại hải quân trong căn cứ làm làm ra dạng này hoang đường sự tình thực sự quá phận tay cầm một thanh kim sắc danh đao giòn nhìn thoáng qua trên giường tránh trong chăn dưới, dọa đến co lại thành một đoàn nữ nhân, con ngươi cơ hồ muốn phun ra lửa, nói ra một câu để sau lưng cha tân trận mắt hốc mồm nói. Vị này chính là Idis Vương quốc tổng đốc phu nhân. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 03 Ta đây là yêu mến dân chúng mà. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Vị này chính là Idis Vương quốc tổng đốc phu nhân thoại âm rơi xuống, giọng phản phất là cảm giác được xấu hổ, một vòng tức giận ửng đỏ nhiễm lên khuôn mặt của nàng. Đa rần cái này hỗn đảng, vậy mà tại hải quân cơ sở làm ra loại này có tổn thương phong hóa sự tình, đôi này từ nhỏ tại bản bộ lớn lên, tiếp nhận tơ su tham mưu tinh khiết no chính nghĩa, giáo dục dòng tới nói, quả thực là không thể nào tiếp thu được cùng dễ dàng tha thứ. Chớ nói chi là, hắn lần này từ bản bộ tới, cũng có được thẩm tra cùng đốc tra trách nhiệm loại chuyện này nếu như truyền đi, đối hải quân thanh danh đem sẽ tạo thành cỡ nào ảnh hưởng tồi tệ. Đa rân Đơn giản liền là chính nghĩa sĩ nhục. Không ngờ kẻ đầu têu đa rân lại là một bộ người không việc gì dáng vẻ, trên mặt hiện ra một vòng rất có mị lực mỉm cười, chậm rãi đứng người lên. À, nguyên lai là do thiếu tá cùng cha tân thiếu tá, từ Marinfo đường xa mà đến, thật sự là vất vả. Trong miệng hắn cắn xì gà, hào phóng địa duỗi xuất thủ hoan nghênh các ngươi đến Bắc Hải 321 chi bộ. Dông lạnh lùng mà nhìn xem hắn, không có nắm tay ý tứ. Đa rân ngược lại là lơ đến địa nhúng nhúng vai, phối hợp địa rút ra một điếu xi si gà, đưa cho bên cạnh vọt đầu vọt não cha tân. Cha tân thiếu tá, thật sự là kính đã lâu đại danh. Cha tân nhìn thấy đa rần đưa tới xì si gà, hai mắt tỏa sáng. Xi si gà bên trên lạc ấn lấy thiếp vàng đường vân, rõ ràng đến từ Tây Hải, chuyên cung cấp quý tộc cấp cao xì gà. Hắn vô ý thức muốn tiếp nhận, nhưng nhìn đến dòng phun lửa đồng dạng ánh mắt, lập tức ngượng ngùng địa rút tay về. Quy, đa Rân. Nữ nhân này thật là Idis vương quốc tổng đốc phu nhân sao? Cha Tân hạ giọng vụng trộm hỏi. Đa Rân cười không nói. Cha Tân lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Súc sinh. Trong lòng của hắn thầm mắng một câu hắn nhưng là nhìn thấy Margaret phu nhân tướng mạo, thành thuộc vũ mị, phong vận vẫn còn, vậy mà liền dễ dàng như vậy gia hỏa này. Đáng giận. Rõ ràng mình dáng dấp đẹp trai hơn, vì cái gì không có vận khí như vậy. Trọng yếu nhất chính là, đây chính là tổng đốc phu nhân. Thân phận này. Ngẫm lại liền kích thích. khụ khụ Cha Tân nhìn không được nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đa rân thượng tá, ngươi cách làm như vậy, không tốt lắm đâu. Ngữ khí nghe ít nhiều có chút chua. Dòng quay đầu trừng cha tân một chút, nhưng sau đó xoay người thật sâu hướng lấy tránh ở trong chăn hạ tổng đốc phu nhân không người xin lỗi. Rất xin lỗi, Margaret phu nhân, đây là chúng ta hải quân thất trách. Lần này sự kiện, ta là tới từ hải quân bản bộ đốc sát tổ thành viên, hải quân bản bộ thiếu tá John, xin ngại yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tra rõ đa rân thượng tá việc ác, nghiêm trị không tha đang khi nói chuyện, John ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem trong chuyện này báo bản bộ, hải quân bên trong tuyệt đối không thể tồn tại đa rân dạng này con sâu làm rầu nội canh. Margaret phu nhân lúc này cẩn thận địa từ trong chăn nhô đầu ra, nhìn đứng ở nơi đó rút xì gà đa rân một chút, tràn ngập phong tình trong đôi mắt hiện lên một vòng thẹn thùng, thấp giọng nhu nhu nói. Cái kia, John thiếu tá, kỳ thật ta là tự nguyện. Thiếp thân, rất thích đa rân thượng tá don lập tức ngây người cha tân nghẹn hồng nhìn trân trối bọn hắn lúc đầu còn tưởng rằng là đa rân lợi dụng thực lực của mình hoặc là quyền thế uy hiếp margaret phu nhân đi vào khuôn khổ thật không nghĩ đến cái này lại là tự nguyện chờ chút bọn họ nghĩ tới rồi bến cảng bên trên đổ quan thuyền cái này cái này là đưa tới cửa thức ăn ngoài hai vị đến từ bản bộ khách nhân, chúng ta vẫn là đừng làm trở ngại vị này mỹ lệ phu nhân nghỉ ngơi. Đa rần lúc này cười nói. Hắn tiện tay mặc vào một kiện quân phục mới tinh, phủ thêm trọng lượng áo choàng, ngẩng đầu ra hiệu ngoài cửa phương hướng. Chúng ta vẫn là tới phòng làm việc thương thảo chính sự đi, mời tới bên này. 321 chi bộ, căn cứ trưởng văn phòng. Xám trắng treo trên vách tường bản hiệu to tướng, bản hiệu bên trên phát họa ra Long Phi Phượng Vũ, chính nghĩa, hai cái chữ to. Đa rần không chút khách khí ngồi tại chủ vị, một bên nhóm lửa xì gà, vừa nói. Giòn thiếu tá, cha tân thiếu tá, đến cho ta một điểm tin tức tốt đi, ta ủy dụ xuống sao. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn như hững hờ đánh giá trước mặt hai người. Đây là hắn sau khi xuyên việc lần thứ nhất nhìn thấy hai cái này tương lai đại tướng dự khuyết. Giòn dáng người cao gầy, một đôi đôi chân dài trắng nõn tu trưởng, không có có dư thừa thịt thừa. Mái tóc đen dài ghim lên thành một cái cao đuôi ngựa, phối hợp một bộ rộng lượng hải quân áo choàng, đôi mắt đen nhánh ống ánh, lộ ra tư thế hiên ngang. Khóe miệng nốt rùi duyên, cho hắn bằng thêm mấy phần quyến rũ. Chỉ là cùng anim bên trong ấn tượng không giống, lúc này John mới 18, khoảng 19 tuổi, nhìn qua còn tướng làm ngây ngô, nhưng đã đơn giản mị lực. Đến ở bên cạnh cha tân. Ơn, tưởng làm viết ngoáy. Trong miệng cắn một điếu thuốc lá, hai tay đút túi để đứng ở nơi đó, con mắt quay qua quay lại thỉnh thoảng liếc một chút trên bàn xì gà, thấy thế nào làm sao hèn mọn. Rõ ràng mới khoảng 20 tuổi niên kỷ, nhưng cố có một loại 40 tuổi mới có tan thương, nhiều ít dáng dấp có chút sốt ruột. Đều là tuổi trẻ quan đệ nhị A. À. Đa rần trong lòng có chút cảm khái. Cha tân còn tốt, xuất thân coi như bình dị gần gũi. Dòng thế nhưng là danh phụ kỳ thực đệ nhị. Thiên phú kinh diễm liền không nói, xuất thân còn cao đến quá đáng. Hải quân bản bộ đại tham mưu tơ su trung tướng xem hắn vì thân mùi mùi, sen gúc đại tướng chăm sóc có thừa, có thể nói là bị hải quân một đám đại lão sủng ái lớn lên thiên tuyển chi tử. Thậm chí ngay cả mạnh nhất hải quân, anh hùng gáp, tại trong miệng nàng đều bị gọi là nhỏ gáp. Bực này đãi ngộ, thực sự quá phận. Người so với người, sau người chết. Mình từ tầng dưới chót nhất thật vất vả mới leo đến thượng tá quân hàm, mà John lần thứ nhất ra biển chấp hành nhiệm vụ liền là thiếu tá cất bước. Chớ nói chi là ai đều có thể một chút nhìn ra, John cùng cha tân lần này đến Bắc Hải, nhìn như chấp hành nhiệm vụ, trên thực tế liền là đến mạ vàng. Đợi đến mấy tháng người kế nhiệm nhất định sẽ đầy, bọn hắn trở về bản bộ, lý lịch đầy đặn hai người bọn họ liền có thể trực tiếp tiến vào dây phi sĩ quan trại huấn luyện chỉ chờ đến tốt nghiệp liền có thể tiến vào hải quân hạch tâm quyết sách tầng lớp thật là khiến người ta hâm mộ không tới bất quá rất rõ ràng khoảng thời gian này do cùng cha tân còn tướng năm đó nhẹ có một loại người trẻ tuổi đặc hữu kiêu ngạo cùng ngây thơ ngược lại là rất bình thường nghe được đa rân còn tại nỗi nóng don lạnh hơn một tiếng lấy ra một phần quỷ dụ chúc mừng ngươi đa rân thượng tá từ giờ khắc này bắt đầu người chính là chấp trưởng toàn bộ Bắc Hải Hải quân quân vụ tối cao trưởng quan. Đa Rân tiếp nhận ủy dụ xem xét, ủy dụ ngay hôm đó lên, Bắc Hải 321 chi bộ căn cứ trưởng, bản bộ thượng tá Roger Đa Rân vì Bắc Hải Đô Đốc. Hắn hài lòng địa nở nụ cười. Đô Đốc chức vị này chỉ thiết lập ở Grand Liner bên ngoài tứ hải hải vực, là cụ thể chức vụ, quân hàm làm gốc bộ thượng tá. Đông, Nam, Tây, Bắc tứ hải Đô Đốc, đối riêng phần mình bên trong phạm vi quản hạt tất cả hải quân cơ sở cùng chính nghĩa lực lượng có cao nhất thống soái quyền trực tiếp đối bản bộ Marine phụ trách là tứ hải bên trong quyền thế nhân vật lớn nhất mặc dù có hay không cái này một phần ủy dụ đối quyền thế của mình đều không có quá rõ ràng ảnh hưởng dù sao toàn bộ bắc hải hải quân đều đã tại khống chế của mình phía dưới nhưng ngoại trừ gáp bên ngoài ai sẽ ngại chức vị của mình cao đâu lại nói có bác hải đô đốc cái này danh hiệu cùng chức vụ một ít chuyện mình cũng có thể làm được càng thêm thuận tiện sakajiki tên kia vẫn là hết lòng tuân thủ cam kết a à. đa rân trong lòng tự lẩm bẩm bên phiền phức hai vị hắn ngẩng đầu cởi mở cười nói không biết hai vị sẽ tại bắc hải đợi bao lâu thời gian đâu don thản nhiên nói lâu là nửa năm ngắn thì ba tháng cụ thể nhìn thẩm tra thời gian đa rân thượng tá vì giữ bí mật lý do, lần này thẩm tra quá trình bên trong, ta cùng cha tân thiếu tá thẩm tra tạo thành viên thân phận đem toàn bộ hành trình giữ bí mật, đối ngoại thống nhất đường kính là phó quan của ngươi. Đa Rân cười nói. Không có vấn đề, John, như vậy về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Thời gian này tuyến hải quân trường quân đội còn không có hậu thế như thế quy mô, khai thác, trại huấn luyện, hình thức, từ răng Liner cùng tứ hải các chi bộ tuyển bạc tinh nhuệ tiến hành tuyển điều bồi nuôi, mà không phải trực tiếp lại lần nữa binh bắt đầu bồi dưỡng. Bởi vậy, sĩ quan trại huấn luyện nhân tuyển tuyển bạc tiêu chuẩn 10 phần nghiêm ngặt, thẩm tra chế độ cũng liền theo thời thế mà sinh. Chỉ cần thẩm tra thông qua, mình đem thông qua tuyển bạc, tiến về bản bộ gia nhập sĩ quan trại huấn luyện, huấn luyện tại trước hải quân đại tướng Tây Đen Dê Phi, học tập đến hải quân lục thức, thậm chí là Haki, thành vị cường giả chân chính. Cuối cùng cũng có thể nương tựa theo lấy tầng này lý lịch, tích lũy đầy đủ chính trị tài nguyên, tại hải quân trong hệ thống nhất phi trùng thiên. Đa rần tiếp theo quay đầu nhìn về phía cha tân, cho cái sau đưa qua đi một điếu xì gà. Như vậy, cha tân cũng chỉ giáo nhiều hơn. Cha tân nhìn thoáng qua kia thiếp vàng đặt cung xì gà, liền xem như tại bản bộ hắn cũng không có rút qua dạng này món hàng tốt, trong lúc nhất thời cảm giác mình trong miệng thuốc lá sấy tẻ nhạt vô vị. Cái kia. John. Hắn mắt ba ba nhìn hướng John. Dòng tức giận địa lật cái bi cao quan, hút đi hút đi. Được rồi. Cha Tân hớn hở ra mặt địa tiếp nhận xì gà, không kịp chờ đợi nhóm lửa, trực tiếp một cái vu khiêm thức đắc ý địa hút. Lúc này dòng bỗng nhiên lạnh giọng chất vấn. Cho nên đa rân thượng tá, sự tình vừa rồi, ngươi còn thiếu chúng ta một lời giải thích. Coi như Margaret phu nhân là tự nguyện, nhưng ngươi cách làm như vậy, đối hải quân thanh danh hòa phong khí đều sẽ tạo thành ảnh hưởng tồi tệ mà lại cân nhắc đến Margaret phu nhân làm Edith vương quốc tổng đốc thân phận của phu nhân, hành vi của ngươi còn có thể tạo thành tính chất nghiêm trọng ngoại giao sự kiện. Cha Tân nghe đến đó, cũng là vẫn tai, một bộ xem kịch vui dáng vẻ nhìn chầm chầm đa rân. Hư hư, lão tử liền nhìn ngươi giải thích thế nào? Hắn nhận biết John rất nhiều năm, tự nhiên rất rõ ràng cái sau tính cách. Tại tơ su tham mưu, tinh khiết no chính nghĩa, hung đúc dưới, don trong mắt thế nhưng là dung không được bất luận cái gì hạt cát ngươi tiểu tử này để ngươi như vậy đắc ý con rút tốt như vậy xì gà ân có sao nói vậy xì này hoàn toàn chính xác thật đủ vị don vấn đề này liền không cần giải thích a à, đây không phải rất hợp lý sao đa rân trên mặt lộ ra một vòng vô tội biểu lộ ta đây là yêu mến dân chúng quân dân hợp tác a à? khụ 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 ngay tại Mỹ Mỹ rút xì gà cha tân kém chút trực tiếp sặc chết, khuôn mặt đỏ bừng lên. Hắn ngẩng đầu, trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem đa rân. quan yêu mến dân chúng. Quân, quân dân hợp tác. Cái này. Cái này. Cái này. Cái này. Vậy mà giống như có chút đạo lý. Mình trước đó làm sao không nghĩ tới dạng này hoàng mỹ giảo biện, à không đúng, lý do. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương không bốn ta nhưng thật ra là tốt hải quân nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio đa rân giông giận không kềm được mà nhìn chằm chằm vào trước mắt vểnh lên chân bắt chéo ánh mắt khinh bạc tân nhiệm bắc hải đô đốc cơ hồ muốn đem viên ga cắn nát tức giận đến cao ngất ngực đều kịch liệt địa phập phồng phía trước đến bắc hải trước đó Mặc dù hắn đã hoặc nhiều hoặc ít địa thính qua liên quan tới cái này nam nhân đủ loại không chịu nổi nghe đồn háo sắc, sa đọa, tham nhũng, lạm dụng chức quyền, sinh hoạt hữu hóa, dùng người không khách quan, thậm chí cùng bắt hại chính thương lưỡng giới, thậm chí cả mafia cùng thế lực ngầm đều có thiên ti vạn lũ cấu kết cùng liên hệ. Mà hắn cũng đã sớm làm một chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng hắn suy nghĩ không nát ốc đều không thể nghĩ đến, một cái vốn nên chính nghĩa hải quân lại có thể sa đọa đến loại trình độ này. Vậy, vậy loại thấp kém, bất nhã, hạ lưu sự tình, rơi vào đa rần trong miệng vậy mà biến thành yêu mến dân chúng, quân dân hợp tác. Dòng cơ hồ đã bắt đầu không cách nào nhìn thẳng hai cái này vốn nên mỹ hảo, vui vẻ hòa thuận từ ngữ. Ngươi đối chính nghĩa lý niệm đâu? Ngươi làm như vậy có thể xứng đáng phía sau ngươi hất lên hải quân áo choàng sao? Quân kỷ đối với ngươi mà nói không có chút ý nghĩa nào sao? Hắn nổi giận đùng đùng địa tới cái một khóa tam liên. Ngươi làm như vậy Ảnh hưởng không chỉ là của cá nhân ngươi hình tượng, sẽ còn làm cho cả hải quân đều vì ngươi hổ thẹn. Phản phất là vì làm chứng quan điểm của mình, hắn còn quay đầu hướng cha tân xác nhận. Ta nói đúng sao, cha tân? Thật sự là không nghĩ tới a, à, yêu mến dân chúng vậy mà có thế như thế yêu mến, thật sự là thiên tài. A, à, do ngươi nói đúng. Nguyên bản còn tại thất thần địa tự lầm bầm cha tân mảnh địa một cái giật mình phiêu hốt ánh mắt lập tức trở nên quang minh lẫm liệt hung hăng địa giận vỗ bàn nhìn chằm chằm đa rân không sai đa rân người đây là hải quân sĩ nhục đa rân giống như cười mà không phải cười địa nhìn hắn một cái cho nên ngươi không muốn sao cha tân thiếu tá ta đương nhiên muốn à không đúng ý của ta là ta đương nhiên yêu mến dân chúng cha tân cứng ngắc lấy cổ sắc mặt đỏ lên đa rân cười cười trong miệng thốt ra một đạo như rồng hơi khói ánh mắt lần nữa rơi vào don kia một trương tức giận trên gương mặt xinh đẹp chậm rãi nói loại chuyện này vốn chính là ngươi tình ta nguyện margaret phu nhân rất vui vẻ ta cũng rất vui vẻ đây là cả hai cùng có lợi cả hai cùng có lợi cái rắm don căn bản là không có cách tiếp nhận loại này ngụy biện nghiến răng nghiến lợi nói cây adai vương quốc tổng đốc đại nhân chắc chắn sẽ không vui vẻ nếu như chuyện này bị hắn phát hiện, sẽ dẫn phát như thế nào chính trị ảnh hưởng. Ai nói tai eo tổng đốc đại nhân sẽ không vui vẻ đâu. Đa rân bỗng nhiên cười tủm tỉm nói. Dòng sững sờ, tiếp theo phản phất ý thức được cái gì, ngốc tại nơi đó. Cha Tân cũng là há to miệng, một mặt mộng bức. Trong lòng của bọn hắn đồng thời tuôn ra một cái khó có thể tin suy nghĩ. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ? Đa rân nhẹ nhàng gõ gõ khói bụi, nói tiếp. Lại nói, loại chuyện này kỳ thật không tính là cái vấn đề lớn gì, ta cũng sẽ không che che lấp lấp, các ngươi nếu biết, bản bộ bên kia tự nhiên cũng biết. Nhưng vì cái gì bản bộ bên kia lại từ xưa tới nay chưa từng có ai đối ta khởi xướng vạch tội. Sen gúc đại tướng cũng chưa hề không có hướng ta vấn trách. Có lẽ các ngươi nghĩ tới vấn đề như vậy sao? Hắn chậm rãi đứng lên, rộng lượng bàn tay đặt tại trên bàn hội nghị, thân thể hơi nghiêng về phía trước, rất có xâm lược tính. Một cổ như có như không bá đạo, bể nghệ mà băng lãnh khí tức từ trong thân thể của hắn dần dần phát ra. Nhìn xem đa rân trên mặt dần dần thu liễm tiếu dung, không biết sao John cùng cha tân hai người đúng là đột nhiên ở trong lòng sinh ra một vòng hàng ý. Đa rân nhìn xuống nhìn xuống trước mặt hai vị này đến từ bản bộ, đệ nhị, thản nhiên nói. Bởi vì ta có thể làm việc. Các ngươi nói ta ảnh hưởng hải quân hình tượng, như vậy các ngươi ngược lại là nói một chút, các ngươi đến từ bản bộ, Force hải quân các tướng lĩnh, hình tượng của bọn hắn rất tốt sao? Lời vừa nói ra, dòng cùng cha tân hai người nhất thời á khẩu không trả lời được. Bọn hắn nhớ tới móc lỗ mũi ngủ nướng gáp trung tướng, nhớ tới cùng dê rừng nói chuyện, lãi nhảy, lớn sen bi, sen gúc đại tướng, cũng nhớ tới thế hệ tuổi trẻ bên trong hai cái quái vật Sakajiki cùng Bosalino, một cái dùng tàn nhẫn nhất vô cùng thủ đoạn đối phó hải tặc vì hoàn thành nhiệm vụ thậm chí không tiếc tai họa bình dân, một cái cả ngày âm dương quái khí, thấy cái gì đều nói, thật đáng sợ đâu. Nghĩ như vậy đến, bọn hắn bỗng nhiên phát giác, từ hồ hải quân hình tượng. Cũng không thế nào tốt. Không, không đúng. John bỗng nhiên kịp phản ứng, mình cũng không thể cứ như vậy bị gia hỏa này vòng qua đi. Nhưng hắn vừa muốn mở miệng, đa rần lại trực tiếp khoát khoát tay đánh gãy. Cứ như vậy đi hai vị, huấn luyện của ta đã đến giờ, nếu như hai vị có hứng thú, có thể theo tới, ta tại trên giáo trường chờ các ngươi. Nếu như hai vị đối ta phương thức làm việc có ý kiến gì, ta thế nhưng là rất tình nguyện cùng hai vị đến từ bản bộ tinh nhuệ luận bạn một chút. Hắn bóp tắt xì gà, sau đó đem một hộp hoàn toàn mới xì gà ném cho cha tân, sau đó nhanh chân đi ra căn cứ trưởng văn phòng. Tại Đa Rân bước ra văn phòng đại môn thời điểm, cước bộ của hắn dừng một chút. À đúng, còn có một câu quên nói. Hắn quay đầu, tự tiếu phi tiếu nói: "Mặc dù ta hút thuốc, uống rượu, tham tài, háo sắc, thích giết người, quyền thế muốn cực nặng, nhưng ta cho là ta là tốt hải quân. So sánh với những cái kia phẩm cách cao thượng, lại tầm thường vô vi, không có tài năng phế vật, ta thế nhưng là tốt hơn quá nhiều." Hắn vẫy vẫy tay, nụ cười trên mặt nồng đậm. Nói xong đi ra văn phòng, đại môn chậm rãi khép lại. John cùng cha tân hai người ngơ ngác địa ngồi ở chỗ đó, một hồi lâu về sau John mới mảnh địa lấy lại tinh thần. Tên hỗn đảng kia. Ta mới không tin dạng này ngụy biện. Hắn cắn cắn răng, lấy ra quân dụng điện thoại trùng, bấm bản bộ tín hiệu. Dòng ngươi đây là. Cha tân một bên đem kia một hộp xì gà nắp kỹ, một bên hiếu kỳ hỏi. Ta phải hướng bản bộ phản hồi đa rân vấn đề. John hai mắt nhìn chầm chầm, Bruiser Bruiser vang lên không ngừng điện thoại trùng. Rất nhanh, điện thoại trùng thông tin tiếp thông. Bruiser. Ha 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 nhỏ John, đến Bắc Hải sao? Bên kia hoàn cảnh thế nào? Một đạo cởi mở tiếng cười truyền ra, điện thoại trùng rất sống động địa mô phỏng ra hải quân bản bộ đại tướng Sengguk kia đỉnh lấy hải Âu mũ, mang theo hình tròn kính đen bộ dáng. Báo cáo Sengguk đại tướng, Ta đã đến 321 chi bộ. John có bài bản hẳn hoi địa trầm giọng nói. Nhưng tại thi hành thẩm tra nhiệm vụ quá trình bên trong, ta phát hiện đa dân thượng tá tư nhân tác phong, tồn tại cực kỳ nghiêm trọng, đủ để ảnh hưởng hải quân hình tượng thậm chí cả gây nên chính trị phân tranh vấn đề. Tại thi hành thẩm tra nhiệm vụ quá trình bên trong, ta phát hiện đa dân thượng tá tư nhân tác phong, tồn tại cực kỳ nghiêm trọng đủ để ảnh hưởng hải quân hình tượng thậm chí cả gây nên chính trị phân tranh vấn đề. Giòn thanh âm bên trong lộ ra phẫn nộ. Ồ Sen cút giọng nghi ngờ từ điện thoại trùng bên trong truyền ra. Vấn đề gì? Tại lão phu trong ấn tượng, đa rần tiểu tử kia rất tài giỏi a. À? Rất tài giỏi. Cũng không biết có phải hay không là bị đa rần câu kia yêu mến dân chúng làm hư. do nghe được câu này lão cảm giác nhiều ít có điểm gì là lạ. Hắn há to miệng, khuôn mặt dần dần đỏ lên, ấp úng. Hắn. 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 Vấn đề này quá mức xấu hổ, đến mức hắn đều nói không ra miệng. Bên cạnh cha Tân trực tiếp đoạt quá điện thoại trùng, nổi giận đùng đùng nói: "Hắn vậy mà ngủ Idris Vương quốc tổng đốc phu nhân Gúc. Điện thoại trùng một bên khác. Hải quân bản bộ Marinfo, đại tướng văn phòng Sen sạm mặt lại mà nhìn xem điện thoại trùng bên trên một mặt, lòng đầy căm phẫn, cha tân ngay tại giận dữ mắng mỏ. Sen gút đại tướng, ta mãnh liệt đề nghị muốn đem đa rân hỗn đảng này cách chức điều tra. Đây chính là vương quốc tổng đốc phu nhân. Dáng dấp phong vận vẫn còn, phi thường xinh đẹp. Sen gúc nghe được sạm mặt lại. Không phải, cách chức điều tra liền cách chức điều tra, vấn đề này chúng ta có thể thương lượng. Ngươi luôn xách người ta Margaret phu nhân tướng mạo làm gì? Ừm, nguyên lai là việc này. Sen Gúc nói lầm bầm. Nghe được Sen Gúc đại tướng hồi phục, John cùng cha tân đồng thời mộng bức. Ừ, là cái quỷ gì? Liên cái này. Sen Gúc đại tướng. Ngài thái độ. John có chút bất mãn. Sen Gúc gãi gãi đầu nói. John à, có một số việc ngươi không rõ ràng đa rần tiểu tử kia xác thực tồn tại rất nhiều vấn đề, điểm này lão phu cùng ngươi tơ su tỷ tỷ đều rất rõ ràng. Ngươi nói vấn đề này, kỳ thật đã không phải lần đầu tiên. Ngươi tơ su tỷ tỷ bên kia, hải quân hành chính cùng thẩm tra bộ môn, liên quan tới đa rần khiếu nại cùng cử báo tính, đều đã chồng chất thành núi. Những chuyện tương tự, liền lão phu biết, đoán chừng không có một ngàn cũng có mấy trăm. Câu nói này nghe được cha tân ngay ra như phỏng, toàn thân run rẩy, không có một ngàn, cũng có mấy trăm. Cái kia chính là nói, giống Margaret như thế cực phẩm quý tộc phu nhân cùng các tiểu thư đa rần tên hỗn đảng kia vậy mà yêu mến mấy trăm, quân dân hợp tác mấy trăm lần, thực sự là. Súc sinh a, à. hắn hung hăng địa hít vài hơi khói, Dòng càng là khó có thể tin nói. Vậy hắn vì cái gì còn có thể thăng nhiệm Bắc Hải đô đốc? nếu như tiếp tục để hắn dạng này hồ nháo xuống dưới, toàn bộ Bắc Hải đều sẽ bị hắn khiến cho rối loạn. Gúc nghe vậy, trong lòng thầm than giòn vẫn là tuổi còn rất trẻ, quá non nớt, xem ra lần này để hắn đi Bắc Hải mở mang kiến thức một chút hoàn toàn chính xác có cần phải. Giòn, bên cạnh ngươi có máy phát sao? Giòn nhìn lướt qua, ở văn phòng một góc phát hiện máy phát. Có. Ta cho ngươi phát một phần văn kiện đi qua, ngươi sau khi xem xong kịp thời tiêu hủy. Rất nhanh, nương theo lấy máy phát, cộc 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 thanh âm, một phần quân bộ văn kiện hiện ra tại giòn cùng cha tân hai người trước mắt. Đây là đa rân tại xin tấn thăng Bắc Hải Đô Đốc chức lúc, cho bản bộ đưa lên báo cáo công tác báo cáo, bên trong là gần nhất hai năm tại hắn đảm nhiệm 321 chi bộ căn cứ trưởng kinh lịch. Giòn cùng cha tân liếc nhau, sau đó mở ra kia phần báo cáo công tác báo cáo, nhanh chóng lật mở nhưng càng là nhìn kỹ, hai mắt của bọn họ dần dần trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hiện tại đã biết rõ sao. Sen Cúc Thanh âm lộ ra một vòng ý vị sâu xa. Bắc Hải rất loạn, là bốn biển bên trong hỗn loạn nhất hải vực. Vùng biển này có thâm căn cố đế mafia lịch sử, tỷ lệ phạm tội giá cao không hạ, không ít xuyên qua tại gờ răng liner buôn lậu cùng hát thành phố mậu dịch đường thuyền đều ở nơi này có trọng yếu cứ điểm cùng trú địa. Bắc Hải các quốc gia bên trong, lâu dài chiến tranh không ngừng, càng có tà ác quân đội, lãnh đạo Dơ Ma 66 thời khắc muốn xưng bá Bắc Hải, tái hiện năm đó Dơ Ma vương quốc huy hoàng. Nhưng các ngươi nhìn kỹ một chút cái này một phần báo cáo công tác báo cáo. Tại Đa Rân nhậm chức trong lúc đó, toàn bộ Bắc Hải phạm vi bên trong tỷ lệ phạm tội, hải tặc số lượng đạt được rất tốt khống chế, mafia ở giữa bình an vô sự, vương quốc chiến tranh hành quân lặng lẽ, từng cái vương quốc dân chúng sinh hoạt trình độ đều có rõ ràng cải thiện đây là hỗn loạn no bắc hải từ trước tới nay nhất ổn định thời đại do nghe được sửng sốt một chút vô ý thức cãi lại nhưng sen gúc đại tướng chúng ta bản bộ thiên tài bosalino thiếu tướng cùng sakajiki thiếu tướng không phải cũng là từng tại bắc hải nhậm chức sao chẳng lẽ lại đa rân quản lý trình độ so với bọn hắn còn tốt hơn hắn có chút không thể tin được. Bosalino cùng Sakajiki thế nhưng là bản bộ quái vật, đã được công nhận là tương lai hải quân đại tướng. Nghe được John, Sen -gúc khóe miệng co giật dưới, biểu lộ càng phát ra phiền muộn, thở dài nói. John A, à, ngươi vẫn là đối kia hai tên gia hỏa không đủ giải. Bosalino nhậm chức bắt Hải trong lúc đó, trừ phi bản bộ trực tiếp hạ lệnh, bằng không hắn trên cơ bản sẽ không làm sống, hải tặc hung hăng ngang ngược trình độ càng ngày càng nghiêm trọng, bản bộ thực sự không thể nhìn được nữa, cuối cùng mới quyết định đem hắn dời. Kia Sakajiki thiếu tướng đâu? Dòng đầu tiên là sững sờ, lại không tin tạ địa hỏi lại. Sengoku lại thở dài một hơi. Sakajiki. Ngươi cho rằng hắn vì cái gì bị dời bắt hải. Tiểu tử kia không để ý vương quốc ở giữa chính trị mẫn cảm, không để ý bình dân an nguy, đối tất cả xuất hiện hải tặc đều thực hành sát huyết thủ đoạn trấn áp, tại không ít thành trấn cùng quốc gia tạo thành cực kỳ nghiêm trọng phá hư. Đến cuối cùng, Bắc Hải các nước đều không chịu nổi thụ hắn hại, vượt qua 10 cái gia nhập liên minh nước đối với hắn biểu thị bất mãn, cộng đồng hướng bản bộ tạo áp lực, bản bộ cái này mới không được đã đem hắn dời Bắc Hải. John Cha Tân Sen gúc nhéo nhéo cái trán, lại đau đầu nói. Nói tóm lại, bởi vì Bắc Hải thế cục đặc thù, chỉ có đa rần mới có thể rất tốt để nắm giữ trong đó cân bằng. Đi theo Marinfo an nhàn lớn lên hai người các ngươi khác biệt, đa rần tiểu tử này là điển hình Bắc Hải người, từ một cái tầng dưới chốc nhất binh nhị từng bước một bò cho tới bây giờ vị trí, tất nhiên có hắn chỗ thích hợp. Hắn chiến công hiển hách, thực lực sáng chói, làm việc lôi lệ phong hành nhưng không mất khéo đưa đẩy, tại Bắc Hải cái chỗ kia, vô luận là hắc bạch hai đạo đều có thể lẫn vào rất mở mà lại các ngươi biết không? Liên quan tới lần này hắn tấn thăng Bắc Hải Đô Đốc Xin, Sakajiki cùng Bosalino hai người đều biểu thị duy trì. Đa rần thu được kia hai tên gia hỏa tán thành. Cái này cũng đủ để chứng minh năng lực của hắn cùng thủ đoạn. Nói đến đây, Sen ngữ trọng tâm lớn lên, nghiễm nhiên có trưởng bối chăm sóc vạn bối ân cần dạy bảo. Hai người các ngươi, nhất là do ngươi, từ nhỏ tại bản bộ lớn lên, đối chính nghĩa lý giải, đối hải quân lý giải còn cực hạn tại một cái rất nhạt trình độ. Kỳ thật lần này lão phu cùng tơ su để các ngươi tiến về Bắc Hải, cũng là mang để các ngươi mở mang tầm mắt cùng học tập cho giỏi tâm tư. Đa rân tiểu tử này, rất giảo hoạt cũng rất thông minh, đi theo bên cạnh hắn, các ngươi có thể học được, xa so với đợi tại bản bộ phải hơn rất nhiều. Cầu truy đọc, cầu hết thảy A, à, vô cùng cảm kích. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 05 Tân, luận bàn một cái đi. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Điện thoại trùng thông tin bên trong gãy mất. Lớn như vậy căn cứ trưởng văn phòng, chỉ còn lại có ngay ngô giòn cùng cha tân hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, thật lâu tắt tiếng. Từ nhỏ tại bản bộ lớn lên, nhận ngàn vàng sủng ái, tiếp nhận chính thống nhất chính nghĩa lý niệm bọn hắn, căn bản không có thể tưởng tượng đến, giống đa rân dạng này mục nát, sa đọa hải quân, vậy mà có thể lấy được đến bọn hắn chỗ tôn kính sen gút đại tướng cao như vậy đánh giá. Bọn hắn càng thêm không chương thể tin được chính là Sakajiki cùng Bosalino kia hai cái thiên tài hơn người, mắt cao hơn đầu, quái vật, vậy mà đều không hẹn mà cùng địa đối đa rân thực lực cùng thủ đoạn biểu thị tán đồng. Phải biết, hai người kia tính cách đặc điểm, xử sự, sự làm người, người lý niệm có cực kỳ rõ ràng thậm chí cả tương hổ xung đột khác biệt, có thể nói là một cái thiên nhất cái địa. Cái này. Cái này sao có thể? Dòng hai mắt có chút mờ mịt ngồi ở chỗ đó, tự lẩm bẩm. Đi vào Bắc Hải về sau chuyện xảy ra, cho hắn tinh khiết mà còn nhỏ, tâm linh mang đến cực kỳ to lớn xung kích. Răng rắc. Lúc này, cái bật lửa điểm âm thanh âm vang lên, đánh gãy suy nghĩ của nàng. Cha Tân ngươi đang làm gì? Ngươi còn quất hắn xì gà. Dòng quay đầu nhìn thấy bên cạnh cha Tân ngay tại cầm cái bật lửa đốt xì gà giận không chỗ phát tiết. Cha Tân run run một chút, nhìn thấy don kia như che đậy sương lạnh gương mặt, run rẩy thanh âm nói: "Cái kia, Sen Gúc đại tướng không phải để chúng ta hướng đa rân học tập cho giỏi sao?" Don, Sen Gúc đại tướng để ngươi hướng hắn học tập, là để ngươi học tập hắn hút thuốc uống rượu tán gái thói quen xấu sao?" Don tức giận đạo, tức giận đến nghiến răng. Cha Tân vội vàng đem xì gà thu lại, lại là nhỏ giọng địa nói lầm bầm ta cảm giác những này đều rất tốt hút thuốc uống rượu tán gái cũng có thể là tốt hải quân a ngươi nói cái gì ta ta nói do ngươi nói đúng không ta không thể tiếp nhận John bỗng nhiên đứng lên như nước của mùa thu con mắt bên trong lần nữa dâng lên kiên định hào quang hắn nắm thật chặt nắm đấm chính nghĩ nhất định phải là tinh khiết tuyệt không thể tàn ô nạp cấu ta nhất định phải lưu lại, cải tạo đa rừng cái này hỗn đảng. Trợ giúp hắn cải tà quy chính. Tuy không thể để hắn dạng này sa đọa, phản loạn chính nghĩa, đối bắt hải hải quân tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Cha Tân ngồi ở bên cạnh nhìn xem đấu chí tràn đầy giòn, nhìn không được im lặng che mặt. Nhưng trong lòng của hắn là muốn nhập phỉ phỉ. Quân dân hợp tác. Yêu mến dân chúng. Hắc hắc hắc. Hắn không biết nghĩ tới điều gì, đúng là nhìn không được hèn mọn địa cười ra tiếng đừng cười ngây ngô nhanh đi võ đài don trừng mắt liếc hắn một cái âm thanh lạnh lùng nói cha tân nghi hoặc đi võ đài đi võ đài làm gì huấn luyện sao chúng ta lúc này mới vừa tới đến bắc hải trên đường sóc nảy không ngừng đây cũng quá mệt không don duỗi tay đè chặt bên hông kim sắc danh đao trong đôi mắt lóe ra ánh sáng sắc bén đa rân tên hỗn đảng kia không phải là muốn cùng chúng ta luận bàn một chút không? Trên mặt của nàng đều là lòng háo thắng. Ta ngược lại thật ra nhìn xem, hắn cái này bắt hải đô đốc, đến cùng phải chăng thực chí danh quy. Làm bản bộ thu được ngàn vạn sủng ái thiên tài, hắn tự nhiên có thuộc tại sự kiêu ngạo của mình cùng kiên trì. 321 chi bộ Võ đài Bầu trời tươi đẹp, gió biển lạnh lẽo. Trống trải trên giáo trường, bụi đất tung bay. Làng tranh giáo trường trưng bày từng dãy giá binh khí, trưng bày lấy lan nha bổng, lớn trảm đao, thể đao các loại nhiều loại vũ khí. Cách đó không xa thì là mọc như rừng mấy chục người hình thạch cái bia, càng xa xôi là một loạt dùng cho diễn luyện hỏa pháo. Mặt khác một bên còn trưng bày một chiếc cũ nát vứt bỏ quân hạm. Không ít 321 chi bộ hải quân đã sớm ở chỗ này triển khai thường quy huấn luyện nhưng bọn hắn lại thỉnh thoảng địa liếc nhìn giữa giáo trường kia một bóng người. Đa rần ở trần, chỉ mặc màu đen quần lính, ngay tại giữa giáo trường làm lấy hít đất một ngón tay. 1997, 1998, 1999, 2000. Tay phải làm xong 2.000 lần hít đất một ngón tay về sau, đa rần chính là đổi sang tay trái. 1, 2, 3, 4. Tiết tấu ổn định, mỗi một lần động tác đều chuyển xuống đến cực hạn, nhìn đừng có một loại vận luật. Góc cạnh rõ ràng, giàu có lực bộc phát cơ bắp, phối hợp hắn cuồng giả lại không bị trói buộc khí chất, từ xa nhìn lại như cùng một đầu hoang dã bên trong tràn ngập tính công kích báo săn. Đây là do cùng cha tân vừa tới đến võ đài liền thấy hình tượng. Không có nghĩ tới tên này huấn luyện vẫn rất khắc khổ. Khí thế hừng hực đuổi tới võ đài dòng thấy cảnh này, nội tâm mặc dù còn tướng làm sinh khí, nhưng vẫn là không thể không thừa nhận. Nói như vậy, trú đóng ở tứ hải hải quân, bởi vì rời xa bản bộ nguyên nhân, quân kỷ đều sẽ tương đối lỏng lẻo, đang huấn luyện bên trên tự nhiên cũng là đầu cơ trục lợi. Ngoại trừ bản bộ đột kích kiểm tra thời kỳ, đại bộ phận tứ hải hải quân tại huấn luyện thường ngày bên trên đều tương đối lười biếng. Nhưng hắn không nghĩ tới, đa rần cái này sinh hoạt hữu hóa sa đọa gia hỏa, đang huấn luyện bên trên đối yêu cầu của mình, vậy mà như thế nghiêm ngặt thôi đi, cũng cứ như vậy nha. Cha Tân hai tay đút túi, mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngữ khí lại có chút chua. Trên thực tế nội tâm của hắn nhưng cũng có chút trung động. Bọn hắn quan sát một lúc sau, đa rần bên này đã lần nữa hoàn thành hai nghìn cái hít đất một ngón tay. Các ngươi đã tới, muốn huấn luyện chung sao? Hắn phủi tay bên trên cho bụi, mỉm cười đối hai người nói. Dưới ánh mặt trời, mồ hôi thuận đa rân đường công thâm thúy hàm dưới, cùng trên thân cơ bắp đường cong khe rảnh ở giữa chảy xuôi mà xuống, lại thêm hắn gương mặt đẹp trai, rất có lực trùng kích mỹ cảm. Cách đó không xa vụn trộm quan sát nữ hải quân hai mắt đã toát ra tinh tinh cùng hồng tâm. John cũng thấy lung lay mắt, thầm nghĩ trách không được Margaret phu nhân đối hắn như vậy trầm mê. Hắn đương nhiên sẽ không nông cạn như vậy, nhẹ nhõm liền bị nam sắc dụ hoặc. Chủ yếu là đa rần cái này một cái, tại hải quân quá là hiếm thấy hắn nhớ tới Sakajiki cùng Bosalino, lại nhìn một chút bên cạnh cắm Kabuto một bộ mặt đất lưu manh bộ dáng cha tân, như thế vừa so sánh xuống tới, đa Rừng cái này hạ lưu vô sĩ hỗn đảng tự hồ thuận mắt không ít. Bất quá, hắn nhưng chưa quên mình tới mục đích. Nhất định phải cho hắn một bài học, để cho cái này không biết trời cao đất rộng hỗn đảng đừng kiêu ngạo như vậy. Không cần, đa Rừng thượng tá. Chúng ta tới, là muốn lãnh giáo một chút thực lực của ngươi, đúng không cha tân Do nghiêm nghị nói quay đầu nhìn về phía cha tân a à, ta không muốn a à, cái này nhiều mệt mỏi a à. cha tân thốt ra nhưng phát giác được don trong mắt đột nhiên dâng lên sát ý lập tức thẳng tắp lòng ngực chống nành sửa lời nói không sai đa rân thượng tá liền để chúng ta nhìn xem ngươi cái này bắt hải đô đốc đến cùng có bản lãnh gì a à? ồ các ngươi xác định sao Đa rân khóe miệng dần dần khơi gợi lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ công. Hai vị dù sao cũng là đến từ bản bộ tinh nhuệ, chân chính luận bàn, còn phải mời hai vị thủ hạ lưu tình đâu. Ánh mắt của hắn tinh mang lấp lóe. Mặc dù John cùng cha tân hai người lúc này còn hết sức trẻ tuổi, non nớt, còn lâu mới có được trong nguyên tác đại tướng dự khuyết trình độ, nhưng đến cùng là tại bản bộ một đám đại lão thủ hạ trưởng thành thiên chi kiêu tử. Mình xuất thân Bắc Hải, ngược lại là rất muốn biết một chút thực lực của bọn hắn đến cùng như thế nào mà lại trọng yếu nhất chính là hắn đang lo không có cơ hội tìm lý do đem hai cái này bản bộ tới giám thị giáo huấn một lần hải quân dù sao cũng là bạo lực chấp pháp hệ thống xét đến cùng là lấy thực lực đến nói chuyện chỉ có đem bọn hắn thu phục mới có thể để cho bọn hắn nghe lời không phải luôn bị bọn hắn trêu chọc gây chuyện cái này cũng không thành rất nhiều chuyện đều cực không tiện yên tâm yên tâm, đa rân thượng tá, xem ở ngươi cho lão tử xì gà phân thượng, ta sẽ khống chế tốt cường độ. Cha Tân nghe răng trận mắt cười nói, trong mắt dảo hoạt địa đi lòng vòng. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Cái này chẳng phải đánh gia hỏa này dừng lại cơ hội tốt nhất sao? Dông chậm rãi rút ra bên hông danh đao, thần sắc tức giận mà băng lãnh. Đã đạo lý nói không thông, khi hắn liền muốn dùng thực lực tới nói phục cái này háo sắc, sa đọa hỗn đảng. Ba người, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, miệng Kakuyu lộ ra âm hiểm ý cười. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 06 Đừng, đừng đánh mặt. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Trên giáo trường, bụi đất tung bay. Đa rần, dòng cùng cha tân ba người xa xa dặn co, trên thân dần dần tản mát ra khí thế bức người. Các vàng xoay tròn, Dòng cùng cha tân phía sau hai người rộng áo choàng lớn bị lạnh lẽo gió biển thổi đến bay phất phới. 321 chi bộ cơ sở đám hải quân đều đã nghe hỏi mà đến, đem võ đài vây chật như nêm cối, mở to hai mắt chờ mong một màn kế tiếp. Momonga gà phó căn cứ trưởng, người nói đa rân căn cứ trưởng thất bại sao? Một cái tuổi trẻ hải binh hướng phía hai tay ông ngực Momonga mông hỏi. Mang theo nóng lính Momonga mông cười cười, cũng không trả lời. Thua, cũng không tại tên kia trong từ điển. Càng chuẩn xác mà nói pháp là, kia hai cái đến từ bản bộ thiên chi kiêu tử, đến cùng sẽ bị ngược tới trình độ nào. Như vậy đa rân thượng tá, ngươi nghĩ trước với ai luận bàn. Cha tân kích động địa đạo, đang khi nói chuyện còn tao bao địa lắc lắc cũng không nhiều tóc. Chú ý tới 321 cơ sở không thiếu nữ hải quân đều hướng lấy phương hướng của bọn hắn quăng tới ánh mắt mong chờ, nội tâm của hắn càng phát ra đắc ý mình tại bản bộ thế nhưng là tiếp thụ qua không ít cao thủ chỉ đạo, ngay cả sen gúc đại tướng đều đúng thiên phú của hắn tán dương không thôi. Trong người đồng lứa, ngoại trừ dòng bên ngoài, căn bản không người có thế cùng hắn đánh đồng. Hắn đã có thể trong đầu tưởng tượng ra, mình đem đa rân gọn gàng mà linh hoạt địa làm nằm xuống, sau đó những cái kia nữ hải quân hướng mình quăng tới sùng bái mà nhiệt tình ánh mắt hình tượng. Nghĩ như vậy, cha tân chính là nhìn không được hắc hắc ngốc cười một tiếng đa rân nhìn hắn một cái lắc đầu không tiết kiệm chút thời gian các ngươi cùng lên đi cha tân cùng don hai người nghe vậy đồng thời sững sờ tiếp theo trong lòng cùng nhau dâng lên tức giận gia hỏa này thật là cuồng vọng khẩu khí vậy cũng đừng trách ta không khách khí ta sẽ hạ thủ lưu tình cha tân nghiến răng nghiến lợi nói nhất định phải làm cho cái này bắt hại lớp người quê mùa mở mang kiến thức một chút bọn hắn bản bộ hải quân cường đại chỉ gặp hắn hai đầu gối hơi trầm xuống toàn thân cơ bắp mắt trần có thể thấy địa căng cứng âm nương theo lấy dưới chân mặt đất nổ tung một cái hố đất lực lượng kinh người thôi động cha tân thân thể thân ảnh như là một viên như đạn pháo từ nguyên địa tiêu xạ mà ra lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía đa rân đánh tới chớp nhoáng cũng không phải là hải quân lục thức so ru cha tân cùng don hai người còn không có tiếng vào sĩ quan trại huấn luyện còn không có nắm giữ, siêu nhân, lục thức kỹ nghệ. Mà là thuần túy tốc độ cùng lực lượng bộc phát. Trên giáo trường quan chiến 321 chi bộ đám hải quân cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, cha tần thiếu tá chính là đã mất đi bóng dáng. Một giây đồng hồ không đến thời gian, hắn đã vượt qua vượt qua 10 mét khoảng cách, qua trong giây lát đi tới đa rân thượng tá trước mặt, cơ bắp bộc phát dưới, nắm đấm thế như trẻ tre hướng lấy cái sau phần bụng đập tới không có chút nào sức tưởng tượng, không có hư thực, lại đem tự thân cường đại thể chất phát huy đến cực hạn. Nhìn thấy trước mắt đa rân còn một bộ không nhúc nhích, phản phất không có phát giác mình thế công ngốc trệ bộ dáng, cha tân trong lòng cười ha ha. Hắn đã có thể tưởng tượng đến đa rân bị một quyền của mình đánh trúng, sau đó nằm rạp trên mặt đất ói lên ói xuống xấu xí hình tượng. Để ngươi đùa nghịch. Để ngươi tú cơ bắp tú dáng người. Để ngươi ngủ mắt ga phu nhân. Để ngươi nhiệt tâm như vậy tại yêu mến dân chúng, cho lão tử bò. Âm. Một quyền rốt cục rơi xuống, công bằng địa đánh trúng vào đa rân phiền muộn rõ ràng cơ bụng, nổi lên trận trận khí màu trắng sóng gần sóng. Nhưng cha Tân trên mặt xảo trá tiếu dung lại là đột nhiên động lại. Cảm giác không đúng. Mình một quyền này giống như đánh vào một khối trên miếng sắt. Không nhúc nhích tí nào cách đó không xa tay cầm danh đao tùy thời chuẩn bị xuất thủ giòn cũng là tại chỗ sửng sốt. Cha Tân ngạc nhiên ngẩng đầu, đập hình vào mi mắt là đa rân kia một trương cảm thấy bất đắc dĩ tuổi trẻ khuôn mặt. Cái kia. Cha Tân thiếu tá, ta rất cảm kích ngươi thủ hạ lưu tình, nhưng còn xin ngươi chăm chú đối đãi trận này luận bàn. Đa rân tiếu dung nhìn ngẫm. Cha Tân khóe miệng co giật dưới. Cha Tân, ngươi đang làm gì? Đừng đùa dòng trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc, nhìn không được quát. Cha Tân. Hắn cắn cắn răng, hít sâu một hơi, cả cái cánh tay cơ bắp đều bí thực, lần nữa hướng phía đa rân oanh ra thế đại lực trầm một quyền. Oanh. Lại là một trận khí lãng mãnh liệt khuếch tán mà ra, cùng bạo gió quét sạch khởi trận trận bụi đất. 321 chi bộ căn cứ trưởng đa rân yên nguyên. Không nhúc nhích tí nào. Cha Tân lần nữa mộng ở. Đây là tét cai sao? Hắn mặc dù còn không có học hải quân lục thức, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Loại này ngăn cản công kích chiêu số, để thân thể có được sắt thép, độ cứng, rõ ràng là hải quân lục thức bên trong tét cai mới có hiệu quả. Tét cai nguyên lý là gia tốc huyết dịch lưu động, làm cơ bắp vận động tăng tốc. Nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là, trước mắt đa rần rõ ràng không có thi triển tét cai lúc loại kia trống tiếng lực lượng cảm giác ta nói cha tân thiếu tá ngươi thật không cần thủ hạ lưu tình ta là thật muốn kiến thức một chút thực lực của ngươi lúc này đa rân thanh âm lần nữa chậm ung dung vang lên cha tân ngươi đến cùng đang làm gì đều nói muốn toàn lực ứng phó giòn tức giận nói cha tân biểu lộ lập tức cơ hồ muốn khóc lên đồng dạng thầm nghĩ ta cũng không có nhường hắn cắn cắn răng hai tay điên cùng hướng lấy đa rân huy quyền phanh 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 mưa to gió lớn nắm đấm hóa thành vô số quyền ảnh bao phủ hải quân thượng tá quy đủ sức để nhẹ nhõm đánh nát nham thạch vách tường nắm đấm rơi vào đa rân lồng ngực phần bụng chân thậm chí đầu lại không có thể để cái sau dù là lui lại nửa bước không có chút nào tác dụng hải quân thượng tá thân ảnh vị nhưng bất động địa đứng ở nơi đó như là bảo tố trung kiên mềm dai đá ngầm không có hiệu quả cái này sao có thể Cha Tân kinh ngạc nhìn đa rân kia như không có chuyện gì xảy ra thần sắc, cùng ánh mắt chỗ sâu như ẩn như hiện ý cười, trong lòng đột nhiên tuôn ra một cái khó có thể tin suy nghĩ. Chẳng lẽ... Lúc này hắn trông thấy trước mắt đa rân bỗng nhiên hướng phía hắn nhếch miệng ít xô. Đánh đủ chưa? Đánh đủ liền đến phiên ta. Cha Tân sững sờ, chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo thấu xương từ lòng bàn chân tuôn ra, thẳng tắp dọc theo cột sống chui vào ót của hắn một con thô ráp đại thủ, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay hướng phía hắn dò tới, tại con ngươi của hắn phản chiếu bên trong điên cuồng thả lớn. Tốc độ nhanh chóng. Căn bản không chỗ có thể trốn. Cha tân sắc mặt thốt nhiên đại biến, nội tâm mơ hồ loại kia suy đoán rốt cục nương theo lấy đa rân xuất thủ, diễn biến thành hiện thực. Gia hỏa này. Có được có thế nhẹ nhõm nghiền ép chính mình thực lực cường đại. Đừng, đừng đánh mặt cha tân hú lên quá dị, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt bàn tay lớn kia đã trực tiếp phủ lên mặt của hắn. Tại John không cách nào tin trong ánh mắt, tại một đám hít vào khí lạnh 321 chi bộ hải quân đờ đẫn biểu lộ dưới, tại Momonga bất đắc dĩ trong tầm mắt, tại cha tân bản nhân như dết heo gào thảm tiếng kêu trên bên trong, một tay đè chặt cha tân mặt đa rân, cười gằn tiếng lên một bước bước ra, sau đó. Trùng điệp địa đem cha tân đầu nhập vào đại địa. Âm âm phương viên 20M bên trong đại địa mảnh liệt địa chấn động một cái, một cái nhìn thấy mà giật mình hố to lập tức hình thành, lít nha lít nhít vết trạng ở trong đó không ở diễn sinh lan tràn. Cha tân cả cái đầu, không có vào, đến hố sâu dưới mặt đất, mặt guốc gỗ hai cái đùi ngược lại lơ lửng giữa trời, thỉnh thoảng co quắp. Bụi bặm cuồn cuộn, như rồng cuồn cuộn. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây đều là nhe răng trận mắt mà nhìn xem một màn này, khóe mắt run 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 rẩy cái này. Chỉ là nhìn xem đều cảm thấy đau nhất a. À. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 07 Bắt hải ra quái vật. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đáng chết. Nhìn thấy một màn này John cũng là sắc mặt đại biến, rốt cục ý thức được đa rân gia hỏa này rõ ràng có được thực lực cường đại. Đây là tại đùa bọn hắn chơi đâu. Cha tân giỏi về chính là chém giết gần người thể thuật thể phách lực lượng cực kỳ kinh người. Nhưng công kích của hắn rơi vào đa rân trên thân, lại không có thể cho hắn tạo thành chút nào tổn thương. Nhìn xem ở trần đa rân kia một thân che kín giữ tận vết sẹo cơ bắp, giòn trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một cái ý niệm trong đầu. Gia hỏa này thể phách phòng ngự, chỉ sợ đã tu luyện tới không phải người trình độ. Thậm chí tại thường quy tình huống dưới, độ cứng đã có thể so với tét cai. Suy nghĩ hiện lên thời khắc, giòn không còn có do dự, thân ảnh từ nguyên địa bắn ra như là một vòng màu hồng huyễn ảnh trong con ngươi của nàng lóe ra nồng đầm chiến ý tay cầm kim sắc danh đao tách ra chói mắt hàng quang sự tình phát triển đến loại tình trạng này hắn đã không có khả năng lùi bước nàng và cha tân thế nhưng là đại biểu cho bản bộ mà đến chung quanh còn có nhiều như vậy hải quân đang ngó chừng bọn hắn vô luận như thế nào đều phải tìm về mặt mũi cẩn thận đa rân thượng tá nói âm vang lên trong nháy mắt, giòn thân ảnh đã xuất hiện tại đa rần trước mắt. Trong tay kim sắc danh đao phá không trảm ra, dẫn phát bén nhọn tiếng nổ đùng đoàn. Rút đao, đào yên. Nhất đao trảm rơi. Xuy. Kim sắc danh đao hung hăng địa chém xuống, máu tươi tiêu xạ. Một đạo giữ tận vết máu, trên ngực đa rần nở rộ, đại lượng máu tươi phun ra ngoài. Giòn trong hai con ngươi con ngươi lại là bỗng nhiên co rụt lại không có tránh. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt hải quân thượng tá, trong lúc nhất thời lại là có chút phản ứng không kịp. Trong tay danh đao lưỡi đao, gắt gao kẹt tại đa rân lồng ngực trong cơ thể, không thể tiến thêm. Sau đó nàng nhìn thấy một vòng tiếu dung. Một vòng tàn khốc, vui vẻ, thậm chí ẩn ẩn mang theo điên cuồng tiếu dung, dần dần tại đa rân khóe miệng dơ lên, toét ra một cái không chút kiên kỵ đường công. Cảm thụ vạn vật hô hấp trảm thiết cảnh giới sao? Đa rần liếm liếm rơi xuống nước tại bên miệng tanh nồng huyết dịch, nhìn về phía giòn ánh mắt bên trong mang theo vẻ hân thưởng. Thật không hổ là bản bộ thiên tài, khoảng cách kiếm hào cũng cách chỉ một bước. Vừa dứt lời, giòn cảm giác được một cổ dữ dằn kình gió đập vào mặt, đem mặt gò má đều xé rách đến đau nhức Không khí tiếng nổ đùng đoàn tại trước mặt nổ vang. Thật nhanh. Hắn sắc mặt đại biến, vô ý thức đem danh đao vắt ngang trước người đón đỡ. Khanh Một con màu đen ủng chiến trùng điệp địa đá vào danh đao trên thân đao. Dòng chỉ cảm thấy một cổ to lớn vô cùng lực lượng vọt tới, cả người giống như bị một cổ cao tốc chạy biển đoàn tàu đụng đầu đồng dạng, như là như đạn pháo bay ngược mà ra. Từng vòng từng vòng khí lãng gợn sóng tại hư không diễn sinh khuếch tán. Oanh! 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 Dòng thân ảnh liên tiếp đụng sụp đổ mấy cái nặng nề thạch cái bia về sau, mới lăn lộn vài vòng rơi xuống trên mặt đất. Vô số đá vụn lăn lăn xuống, dòng khóe miệng tràn ra một đạo vết máu, cầm kiếm tay run không ngừng, hổ khẩu vị trí máu me đầm đìa, truyền đến trận trận nóng bỏng đâm nhói. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chầm chầm vào xa xa nam nhân, trong lòng nhất lên kinh đào hải lãng. Gia hỏa này! Không chỉ thể phách phòng ngự kinh khủng đến mức quái vật, còn có được tiếp cận trưởng thành cự nhân tộc lực lượng. A a a a a, đáng chết. Đa rần ngươi cái này hỗn đảng. Lại dám đánh lão tử mặt. Lúc này một đạo tức giận không thôi cuồng hống bỗng nhiên vang lên. Lão tử thế nhưng là dựa vào mặt ăn cơm. Chỉ gặp khuôn mặt sưng thành đầu heo đồng dạng cha tân gian nan địa đem đầu từ trong hố sâu rút ra, thở hồng hộc, hai mắt không biết lúc nào đã nhiễm lên một vòng xích hồng khí thế của hắn lập tức phát sinh biến hóa, phản phất một đầu từ trong ngủ mê thức tỉnh hung hãn mạnh thú. Vậy mà làm cho lão tử dùng ra lực lượng như vậy. Ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Cha tân thân thể còng xuống, lung la lung lay địa dần dần đứng vững. Trên người hắn quân phục bỗng nhiên phồng lên mà lên, khô quắc xẹp trên thân thể cơ bắp giống như đá núi lửa hở ra, bành trướng, biểu lộ dữ tợn. Lóc bốt. Nương theo lấy trên thân lực lượng bộc phát, dưới chân hắn mặt đất đúng là tại cường đại khí lãng nghiền ép hạ xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết trạng. Khủng bố như thế hình tượng, để quan chiến đám hải quân lập tức sắc mặt biến hóa. Tốt cường đại thể phách. Trong thân thể vậy mà ẩn chứa lực lượng như vậy. Đây chính là bản bộ thiên tài sao. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy hải nhiên xem đến từ bản bộ cha tân thiếu tá, sải bước địa phóng tới đa rừng, khí thế bưu hãn đến cực hạn. Tốc độ một tăng lại tăng, đúng là so trước đó xuất thủ còn muốn cương mảnh, mau lệ gấp đôi. Như là thiên thạch ngang bảo tố hướng đa rân căn cứ trưởng. Sau đó, bành, lấy xong đi lên tốc độ nhanh hơn bị đánh bay trở về. Máu đỏ tươi từ trong miệng của hắn phun ra, quân phục tại trong khoảnh khắc bị lực lượng cùng bạo xé thành vỡ nát. Ở trên mặt đất lăn lộn mười mấy vòng, cha tân co ro thân thể, như là tôm luộc. Cha tân thật to địa hé miệng, giống như thiếu dưỡng khí cá đồng dạng, bởi vì đau đớn vặn vện tia máu ánh mắt từ trong hốc mắt lồi ra. Quẹ. Một bãi hôi chua chất lỏng bị hắn quẹ ra, để không khí đều tràn ngập buồn nôn hương vị. Tỉnh. Toàn bộ võ đài, lâm vào yên tĩnh như chết. Tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, tân nhiệm Bắc hải đô đốc chậm rãi từng bước một hướng lấy giòn cùng cha tân đi qua đi. Thân hình cao lớn tại mặt trời đã khuất bỏ ra bóng ma, bao phủ hai người. Đa rần ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hai vị này bản bộ phái tới nhìn mình chầm chầm thẩm tra quan, trên mặt hiện ra một tia nắng tiếu dung. Hai vị thật không hổ là bản bộ cao thủ. Hắn nháy mắt mấy cái, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Đáng chết. Đa rần ngươi cái này hỗn đảng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Lúc này đã làm quẹ hoàn tất cha tân thở hồng hộc ngẩng đầu, hai mắt vằn vện tia máu, nhìn chầm chập đa rần. Nghe được cha tân, Đa rần phản phất là nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị, trên mặt hiện ra tiếu dung. So sánh với chân chính quái vật, ta còn thực sự không tính mạnh đâu. Hắn cười nói, chợt cúi đầu nhìn thoáng qua trên lòng ngực vết sẹo. Ân, ừ, đã đình chỉ chảy máu, cảm giác sắp kết vẫy. Tốt, cùng hai vị luận bàn rất thú vị. Hắn xoay người, đi hướng võ đài nơi xa. Làm nóng người kết thúc, ta hiện tại đến bắt đầu chính thức huấn luyện. Cha Tân cùng Giòn, bọn hắn một mặt mộng bức, vừa rồi giao thủ, đối với ngươi mà nói cũng chỉ là làm nóng người, ngươi còn bị chém một đao, không ngừng chảy máu đâu. À, đã nhanh muốn kết vẫy, kia không sao. Hai người bọn họ liếc nhau, nội tâm rung động lộ rõ trên mặt. Âm âm, ngay tại Cha Tân cùng Giòn trong hai người tâm dời sông lấp biển thời khắc từng đợt khiến người ta run sợ tiếng đất vang bỗng nhiên từ dưới chân truyền đến. Võ đài trên mặt đất, bụi bặm cùng đất cát không ngừng nhảy lên. Bọn hắn phản phất đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt một màn, để bọn hắn đầu óc trống rỗng. Ngoài trăm thước, vừa rồi cái kia lấy ngang ngược vô cùng tư thái nghiền ép hai người bọn họ nam nhân, chính ông một đầu to lớn màu đen xích sắt. Vết trĩ loan lỗ màu đen xích sắt chiều dài chừng 10 gạo, một đường kéo dài, phần đuôi kết nối lấy vỏ đài rìa ngoài kia chiếc vứt bỏ quân hàm bên trên. Chỉ gặp theo trên thân cơ bắp khối lớn khối lớn địa hở ra như là cứng trắng đá núi lửa, đa rần hai tay ông to lớn xích sắt, đúng là kéo lấy lấy kia một chiếc cao 6 mét cỡ trung quân hạm, chậm rãi tiến lên. Một bước, một bước, mỗi một bước bước ra, đa rần ủng chiến đều ở trường trận đại địa bên trên dẫm ra một cái nhàn nhạt lỗ thủng. Mà nương theo lấy hắn tiến lên, bị kéo động khổng lồ quân hạm, thì là cùng võ đài mặt đất ma sát ra một đầu thật sâu lỗ khảm, dẫn phát từng đợt địa chấn. Từ giòn cùng cha tân hai người phương hướng xa xa nhìn lại, nhìn như nhỏ bé hải quân thượng tá, kéo lấy lấy kia một chiếc quy mô kinh người quân hạm, tại liệt nhật chiếu rọi xuống, hình thành một bộ rất có lực trùng kích thị giác hình tượng. Giòn cùng cha tân hai người nghẹn họng nhìn trân trối, há to miệng, lại là một câu đều nói không nên lời. Các ngươi vừa tới Bắc Hải, rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng. Lúc này, Momonga đi tới cha tân cùng John bên cạnh. Hắn nhìn phía xa gian nan kéo lấy quân hàm tiến lên hải quân thượng tá, ánh mắt bên trong không che giấu chút nào hắn sùng bái. Tại Sakajiki thiếu tướng dời Bắc Hải, tiến về bản bộ trước đó, đa rân thượng tá là phó quan của hắn. Đa rân thượng tá trên thân kia lít nha lít nhít vết sẹo. Tuyệt đại bộ phận đều là đang cùng Sakajiki thiếu tướng đối lúc luyện tạo thành lời vừa nói ra, dòng cùng cha tân hai người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Kia một thân kinh khủng vết sẹo. Là đối luyện luận bàn đưa đến. Cái này. Thế này sao lại là luận bàn? Đây rõ ràng liền là như giả thú chém giết đi. Có thể cùng Sakajiki kia một đầu quái vật chém giết nam nhân. Nhớ tới vừa rồi, luận bàn, cha tân cùng dòng sắc mặt trận trận đỏ lên. Chỉ sợ bọn họ vừa rồi đem hết toàn lực tại đa rừng cái người điên kia xem ra, cùng nhà chọi đồng dạng đi. Lại một cái quái vật. Cha Tân lộc cọc một tiếng nuốt một miếng nước bọt, khô khốc nói. Bắt hải ra quái vật, câu nói này tại cái này một hai năm đã tại hải quân bản bộ Marinefo lưu truyền rất trọng. Bởi vì mảnh này bốn biển bên trong hỗn loạn nhất hải vực, đi ra hai tính cách khác lạ, lại đồng dạng kinh khủng biến thái. Sakajiki, Bosalino bọn hắn dùng không đến thời gian nửa năm liền tổng quân quan trong trại huấn luyện tốt nghiệp, lấy kinh tài tuyệt diễm thiên phú và không ai cản nổi tư thái cuộc khởi, bị Gia Phi đại tướng chính miệng thừa nhận hắn, quái vật, xưng hào. Nhưng bây giờ, có lẽ không bao lâu, lại một đầu quái vật sẽ tại mảnh này hỗn loạn hải vực hoành không xuất thế. Tên của hắn là Roger Darren. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 08 Thông hướng quái vật con đường nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Momonga nghe được cha tân, nhịn cười không được cười nói. Quái vật sao? Có lẽ là đi. Ta cùng đa rân thượng tá là cùng một thời kỳ gia nhập 321 chi bộ, ta rất rõ ràng địa nhớ kỹ, tại 5 năm trước hắn ngày đầu tiên lúc huấn luyện. Momonga từ trước đến nay lạnh lùng, kiên nghị ánh mắt bên trong lấp lóe một vòng hoài niệm. Hắn lúc đó rất gầy yếu, tại trên giáo trường chạy 10 vòng liền hoàn toàn hao hết hắn thể lực, đến nghỉ nửa giờ mới trì hoãn qua khí, một lần nữa đứng lên. Cùng thời kỳ tân binh bên trong, hắn các hạng tố chất thân thể là yếu nhất cái kia. Nhưng hắn không có vì vậy mà từ bỏ. Mỗi ngày đều kiên trì huấn luyện, đồng thời cơ hồ mỗi một ngày đều đang khiêu chiến mình sinh lý cực hạn. Ngay từ đầu là kéo lấy một cây họng pháo hành tẩu, sau đó là một chiếc độc mộc thuyền nhỏ trọn vẹn bỏ ra thời gian 3 năm, đa rân thượng tá mới miễn cưỡng địa đem cái này một chiếc bỏ hoang quân hạm kéo lấy một mét. So sánh với Sakajiki thiếu tướng loại kia trời sinh quái vật, đa rân thượng tá thì là một loại khác phương diện quái vật. Dòng cùng cha tân hai người nghe vậy, cũng không khỏi đến rơi vào trầm mặt. Ban làm. Đa rân ném xích sắt thô to, đứng tại mặt trời đã khuất há mồm thở dốc, chỉ cảm thấy ít hầu cùng phổi giống như kéo ống bể giống như xé rách đau đớn toàn thân cao thấp cơ bắp đều giống như bốc cháy lên giống như truyền đến đau rát nhưng hắn đã sớm đối loại thống khổ này tập mãi thành thói quen đa rừng quay đầu nhìn thoáng qua quân hạm bị kéo động sau ở trên mặt đất lưu lại trưởng trưởng lỗ khảm thô sơ giảng lược địa đánh giá một chút khoảng cách một trăm linh một mét ân ừ, rốt cục đánh vỡ mình ghi chép hắn lần nữa cảm giác dưới thân thể của mình số liệu thể phách 58-106-003, lực lượng. 53.837-006, tốc độ. 57.539 trái cây. 71.345 thể phát tăng lên không. 03, lực lượng tăng lên không. 06, thuộc tính tăng trưởng càng ngày càng chậm chạp, xem ra cần phải đổi một chiếc loại cỡ càng lớn hơn quân hạm. Đa rân nhìn mình chầm chầm số liệu bản, tự lẫm bẩm đối với mình cảm giác thiên phú đây chính là hắn có thể khai quật lục lọi ra tới tốt nhất cách dùng mượn nhờ các hạng số liệu phản hồi từ đó phán đoán trước mắt phương thức huấn luyện có hữu hiệu hay không nhân thể tồn tại cường đại thích ứng năng lực đồng dạng phụ trọng cùng ngoại bộ áp lực tương tự phương thức huấn luyện có lẽ sẽ tại ngay từ đầu lấy được không tệ huấn luyện hiệu quả nhưng sẽ theo nhân thể không ngừng thích ứng hiệu quả dần dần biến yếu cuối cùng tiếp cận đình trệ đây là khoa học giải thích. Tại Đa Rân xuyên qua trước, hắn cũng đại khái hiểu qua, chuyên nghiệp vận động viên, cũng là lại không ngừng địa cải biến kế hoạch huấn luyện, lấy đạt tới tiếp tục tính đề cao vận động thành tích hiệu quả. Tiến dần siêu phụ tải, cái này tại vận động học bên trong là một cái rất cơ bản nguyên lý. Ý là trên cơ thể người có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, không ngừng nhắc đến cao huấn luyện, phụ tải, từ đó thực hiện vận động thành tích tăng lên. Chỉ bất quá đối với có được tinh chuẩn cảm giác thiên phú đa rần tới nói, hắn có thể càng thêm chuẩn xác lợi dụng các hạng số liệu phản hồi để phán đoán mình trước mắt huấn luyện có hữu hiệu hay không. Cho nên cho dù mỗi ngày đều kinh lịch lấy trong mắt người khác như địa ngục, tra tấn, quái vật, tu hành phương thức, nhưng hắn yên nguyên thích như mật ngọt. Bởi vì có thể thu hoạch được tức thời phản hồi. Mỗi làm nhiều một lần chống đẩy, mỗi làm nhiều một lần phụ trọng sâu ngồi xổm, ngươi liền có thể rõ ràng nhìn thấy mình thuộc tính tại tăng lên đơn giản thật giống như trong trò chơi nhân vật đồng dạng đương nhiên thế giới này cũng không phải là trò chơi mà là chân thật tồn tại hắn sau bất luận kẻ nào đều tin tưởng hải tặc thế giới hung hiểm cho nên hắn sau bất luận kẻ nào đều liều mạng địa tu hành bởi vì chỉ có dạng này hắn có thể đủ cùng mảnh này trên đại dương bao la những cái kia chân chính quái vật cùng đài thi đấu có thiên phú trợ giúp, hắn thật sâu địa tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình nỗ lực không phải người cố gắng, cuối cùng có một ngày có thể làm đến cùng râu trắng đồng dạng, có được không có gì sánh kịp lực lượng, tay không liền nhẹ nhõm chặn đường một chiếc cao tốc tiến lên quân hàm. Như vậy tiếp xuống, liền bắt đầu thể phách huấn luyện đi. Theo hô hấp dần dần trở nên bình ổn, đa rần ngẩng đầu hướng phía mô mông ga vẫy vẫy tay. Hắn cảm nhận được hôm nay thân thể phụ tải đã đến cực hạn, tiếp tục cưỡng ép tiến hành lực lượng huấn luyện, không những không có hiệu quả gì, ngược lại sẽ đối thân thể tạo thành ám thương, kéo thương cơ bắp, tiêu hao thân thể tiềm lực. Đa rân thượng tá gọi ta. Võ đài một bên khác, mô mông gà đối cha tân hai người nói một câu, chợt bước chân. Nhưng hắn rất nhanh dừng dừng, phản phất là nhớ ra cái gì đó, quay đầu cười nói. Đúng rồi, tiếp xuống rất đặc sắc, các ngươi đừng chớp mắt. Cha tân cùng giòn sững sờ. Momonga cũng không có giải thích thêm cái gì, chỉ là thần bí cười cười. Mặc dù ác thú vị không phải là tính cách của hắn, nhưng không biết vì cái gì, nhìn thấy hai vị này bản bộ thiên chi kiêu tử, một bộ không có thấy qua việc đời, khiếp sợ không thôi dáng vẻ, luôn cảm giác không hiểu có chút khoái hoạt. Tập hợp. Momonga lạnh giọng hét lên một tiếng. Không đến 20 giây, võ đài chung quanh mười mấy tên hải quân binh sĩ đều đã động tác cấp tốc địa hội tụ đến giữa giáo trường bọn hắn phản phất đã sớm chuẩn bị kỹ càng, phân thành hai cái đội liệt. Khanh Nương theo lấy thanh thúy vù vù âm thanh, phía trước đội ngũ hải quân cùng nhau rút ra giao quân dụng. Bạch Cùng một thời gian, hậu phương đội ngũ hải quân cũng là đồng loạt địa giơ tay lên bên trong súng kíp. Bọn hắn tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Ánh mắt tỏa định mục tiêu. Lại là giữa giáo trường đa rân. Ui 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 đây là nói đùa sao? Cha Tân phản phất ý thức được cái gì, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khóe miệng không bị khống chế địa co quắp. Dung lộc cộc một tiếng nuốt một miếng nước bọt, khàn giọng nói. Loại phương thức huấn luyện này. Nhưng là thật sẽ chết người đấy. Không chờ bọn hắn đem nội tâm chấn kinh đè xuống, bên kia Momonga đã ngữ khí nghiêm khắc địa ra lệnh. Tiến công. Thoại âm rơi xuống, tay cầm dao quân dụng hàng phía trước hải quân, khí thế hùng hổ hướng lấy bọn hắn căn cứ trưởng sông tới. Sắc bén băng lãnh giao quân dụng. Không có lưu tình chút nào, điên cuồng địa trảm bổ vào đa rừng các vị trí cơ thể. Đầu lâu, bộ mặt, cái cổ, lồng ngực, phía sau lưng, cánh tay, đùi, cổ họng. Mỗi một cái bộ vị đều chiếu cố, đến thỏa thỏa làm làm. Khanh 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 khanh. Nhưng mà bọn hắn lại phản phất trảm tại sắt thép bên trên đồng dạng, vết đau tung ra rất nhiều đống lửa, tiếp theo sụp ra lỗ hổng. Một vòng trảm bổ, giao quân dụng nhau nhau báo hỏng, hàng phía trước hải quân động tác cấp tốc địa tản ra. Xếp sau vận sức chờ phát động hải quân lập tức bóp súng kiếp cò súng. Phanh 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 phanh. Lít nha lít nhít mưa đạn mạng bao phủ đa rân thân ảnh, không ngừng địa chiếc xạ bắn ngược, trên mặt đất lưu lại rõ ràng hố bom. Một vòng đạn đánh xong, hàng sau hải quân lập tức rút ra bên hông giao quân dụng, hướng phía đa rần sông đi lên. Mà lúc này hàng trước hải quân lần nữa tụ tập đến xếp sau hải quân vị trí, bắt đầu hướng súng kiếp nhét vào đạn. Lẫn nhau lặp đi lặp lại. Đao kiếm, thương kích. Thậm chí thỉnh thoảng còn nhìn thấy mô mông ga từ bên cạnh kho quân giới bên trong lôi ra một môn trọng pháo, thừa dịp hai đội hải quân thay phiên khoảng cách, cho đa rừng quanh bên trên một phát. Đao kiếm đứt gãy, đạn súng vang lên, cùng đạn pháo bạo tạc, cùng cùng khói đen cùng ánh lửa tại trên giáo trường bay lên, nhấc lên hạo đáng bụi mù cùng cát vàng, từ xa nhìn lại phản phất tại trình diễn một trận cỡ nhỏ chiến tranh. Làng ranh giáo trường cha tân cùng don trận mắt hốc mồm mà nhìn xem cái này, tự mình hại mình, kinh khủng một màn. Ngay ra như phỏng. Không có tét cai, không có tránh né, không có đón đỡ. Cái người điên kia, chỉ là nương tựa theo tự thân thể phách lực phòng ngự, tại ngăn cản dạng này hung mảnh công kích cái này là nhân loại có thể làm được sao? Cha Tân cùng John nhìn xem kia tại mưa bom bão đạn bên trong vẫn đứng vững không ngã nam nhân, sắc mặt trắng nhật địa lẩm bẩm nói. Cầu hết thảy duy trì A, à. cầu mát điểm khen ngợi, cảm kích cảm kích. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 09 Dơ ma cuộc khởi Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tối hôm đó, 321 chi bộ căn cứ trưởng phủ đệ. Hoàn thành huấn luyện đa rân đơn giản địa sông tắm một cái thân thể, từ hơi nước tràn ngập gian tắm rửa đi ra. Nhìn xem trong gương kia một bộ vết thương gắn đầy, như là là báo đi săn tràn ngập lực bộc phát thân thể, hẳn trong lúc nhất thời có chút xuất thân. Thể phách 58-418 lực lượng 53.890 tốc độ 57.548 trái cây 71.345 trải qua sau cùng kháng đã kích huấn luyện trên người mình cũng tăng thêm không ít vết thương nhưng trên cơ bản đã kết vẫy, đoán chừng ngủ một giấc liền có thể hoàn toàn khép lại điểm này phản ứng tại thân thể cảm giác trên số liệu liền là thể phát thành công tăng lên không 312 đạt đến 58 418 khoảng cách 60 điểm đại quan lại bước tiến lên một bước hoàn toàn chính xác tiến triển là càng ngày càng chậm xem ra về sau đến tìm thời gian đem mấy môn quân hạm bên trên trọng pháo vận đến trong giáo trường mới được. Đa rân nhìn xem bên ngoài thân liếc nha liếc nhít giữ tận vết sẹo, nhíu nhíu mày. Nương theo lấy mình thể phách phòng ngự càng ngày càng mạnh, bình thường đao kiếm cùng thương kích đối mình đã cơ bản vô hiệu. Giao quân dụng trảm bổ cùng súng kiếp đạn, chỉ có thể ở thân thể làn da mặt ngoài lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu đỏ. Tại hôm nay trong khi huấn luyện, mình phần lớn thương thế, kỳ thật đều chủ yếu bắt nguồn từ mô mông gà pháo kích nghĩ muốn tiếp tục đề cao mình thể phách sức khôi phục cùng sức chịu đòn đa rần biết nhất định phải đề cao cường độ đây chính là cảm giác thiên phú chỗ tốt nắm chắc theo chính xác phản hồi hắn có thể rất tốt địa nắm giữ huấn luyện cường độ không đến mức nhận không cách nào khỏi hẳn thương thế càng thêm sẽ không trí mạng mà là đem huấn luyện cường độ khống chế tại một hợp lý phạm vi bên trong so sánh với ngay từ đầu thân thể của mình tố chất số liệu tăng lên đã kinh biến đến mức càng ngày càng chậm chạp nhưng y nguyên từ đầu đến cuối tại tiến bộ mặc dù đa rân đã tấn thăng làm bắc hải tổng đốc nắm trong tay toàn bộ bắc hải hải vực hải quân quân quyền nhưng quyền thế là một chuyện đa rân sau so bất luận kẻ nào đều tin tưởng người thực lực mới là tại mảnh này trên đại dương bao la sống yên phận cơ sở hắn hiện tại muốn làm liền là tại thông qua thẩm tra tiến về bản bộ sĩ quan trại huấn luyện trước đó, đem Bắc Hải kinh doanh đến bền chắc như thế, tận khả năng làm cho cả Bắc Hải hải quân thành vì mình, địa bàn. Càng nhiều quyền thế, mang ý nghĩa có thể tốt hơn địa cướp lấy tài nguyên tu luyện. Tại cơ sở này bên trên, tận ra khả năng mà tăng lên cá nhân thực lực. Tại không có nắm giữ Haki trước đó, lực lượng, tốc độ cùng thể phách tăng lên, liền là tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất. Đa Rân tự nhận cũng không phải là giống Sakajiki như thế thiên phú trác tuyệt quái vật, cho nên hắn tu luyện so bất luận kẻ nào đều muốn liều mạng. Mà căn cứ Đa Rân phán đoán, trưởng thành cự nhân tộc lực lượng đại khái tại 60 điểm tả hữu. Mà làm thể phách đạt tới 60 điểm, cho dù là tại thông thường trạng thái dưới, thân thể của hắn cường độ cũng sẽ đạt tới lục thức, té cai, cường độ. Mà hắn cách cái mục tiêu này, đã càng ngày càng gần. Không sai, Đa Rần Đi là một đầu quái vật con đường. Không tồn tại bất kỳ nhược điểm, toàn phương vị cường đại. Để cho người ta tuyệt vọng loại kia cường đại. Hắn tin tưởng có cảm giác thiên phú, trợ giúp, mình cuối cùng có một ngày có thể đạt tới cai đô loại kia kinh khủng, không phải người thể phách cường độ. Cốc cốc cốc. Lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Đa rân tiện tay phủ thêm một kiện áo choàng tắm, đi qua đi mở cửa đa rần căn cứ trưởng. Ngoài cửa chính là Momonga, ngươi muốn Iselot đến. Đa rần gật gật đầu, mỉm cười nói. Làm phiền ngươi. Momonga thế là hướng phía sau lưng hai tên hải quân binh sĩ ra hiệu, rất nhanh bọn hắn liền khiên từng rương Iselot đi vào phủ đệ bên trong. Rầm rầm. Rét lạnh Icelot bị một mạch địa rót vào trong bồn tắm, hai tên hải quân ánh mắt sùng bái nhìn đa rần một chút, cung kính rời đi kia hai tên gia hỏa hiện tại là tình huống gì? Đa rần kéo áo choàng tắm, mặt không đổi sắc đi tiếng nổi lơ lửng Icelot trong bồn tắm, toàn bộ thân thể đều không vào đến không độ trong nước đá, thuận miệng hỏi một câu. Băng tắm là thói quen của hắn. Cường độ cao huấn luyện về sau, băng tắm có thể xúc tiến thân thể huyết dịch tuần hoàn, trợ giúp khôi phục, tiêu trừ chứng viêm, làm dịu đau nhất. Momonga nhìn xem kia đầy vạt nước đá, luôn cảm giác làn da đều hiện nổi da gà lên. Nghe được đa rân vấn đề, trên mặt của hắn hiện ra một vòng cổ quái ý cười, nói. Bọn hắn đoán chừng nhận lấy ngươi kích thích, bây giờ tại võ đài huấn luyện đâu. Đa rân khẽ giật mình, chợt nhìn không được cười lên. Xem ra bản bộ thiên tài, có lấy sự kiêu ngạo của bọn họ a. À? Bất quá nghĩ lại, cha tân phản ứng của hai người cũng rất bình thường. Hải quân hệ thống nội bộ cũng là tồn tại khinh bỉ liên. Hải quân bản bộ tinh nhuệ xem thường trú đóng ở gờ răng liner các chi bộ, gờ răng liner các chi bộ xem thường tứ hải hải quân cơ sở. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao vô luận là thực lực, quân kỹ vẫn là trang bị, bản bộ hải quân đều chiếm cứ lấy nghiền ép tính ưu thế. Mà tứ hải hải quân bởi vì tự chủ tính cao, núi cao hoàng đế xa nguyên nhân, càng là bỏ bê quản lý, quân kỹ tan rã. Cha Tân cùng dòng hai người, từ nhỏ tại bản bộ lớn lên, rễ chính miêu hồng, có thù sủng ái, tự thân thiên phú càng là ưu tú vô cùng, chỗ nào có thể nghĩ đến mình đi tới Bắc Hải loại địa phương này, vậy mà lại bị đa rân nhẹ nhõm ngược sát. Không phải sao, lập tức bị mình kích động ra lòng háo thắng. Bất quá đa rân, ngươi xác định hai người bọn họ đến, sẽ không ảnh hưởng cái gì sao? Không có những người khác lúc, mồ mông gà làm đa rân cánh tay trái bờ vai phải, bình thường trực tiếp xưng hô cái tên. Đa rân hiếp lại thu hút, ta ở bên này cử động kỳ thật không thể gạt được bản bộ, lần này cái gọi là thẩm tra, kỳ thật chỉ là qua loa tử mặt ngoài công phu mà thôi. Sen gút cái kia tinh minh lão đầu tử đem giòn cùng cha tân phái tới, kỳ thật ở mức độ rất lớn là muốn cho ta mang dẫn bọn hắn. Giới thứ hai sĩ quan trại huấn luyện lập tức liền muốn bắt đầu, mặc dù bọn hắn sớm đã là dự định nhân tuyển, nhưng dù sao cũng phải làm dáng một chút, độ cái kim, góp nhặt một chút lý lịch cùng công huân nếu như bản bộ muốn động ta, chỉ sợ tới cũng không phải là bọn hắn hai cái này lăn đầu thanh, mà là ta đến phải tiếp nhận tơ su trung tướng tẩy lễ. Mô mông ga trầm mặt một chút, ta luôn cảm giác tình cảnh của ngươi quá nguy hiểm, đoán chừng bản bộ bên kia rất nhanh liền có thể tra ra chút gì. Đa rân cười lắc đầu. Bắc hải quá nhỏ, bản bộ xem thường. Mà lại coi như bản bộ tra ra cái gì, kia lại có thể thế nào? Bọn hắn muốn tra, liền để bọn hắn ra, đường đường chính chính địa để bọn hắn thấy rõ ràng Bắc hải thế cục. Đa rân dừng một chút, ngược lại đề tài nói. Nghe nói, gần nhất Vinsmo giúp gơ tên kia huyên náo rất hung. Momonga hồi đáp. Không sai, hắn khắp nơi diễu võ dương oai, trắng trận khuếch trương binh, dẫn theo dưới trướng quân đội đánh đông dẹp bắc, tuyên bố muốn đem bao quát Idis vương quốc bốn quốc gia quốc vương chém đầu, lấy lần nữa xưng bá Bắc hải. Đa rân cười lạnh một tiếng. Tên kia có vẻ như đạt được không ít tiên tiến vũ khí kỹ thuật, đoán chừng là phiêu lên. Vinsmo Jukger từng theo danh xưng dẫn trước thế giới 500 năm thiên tài nhà khoa học Vegapool hợp tác qua. Tại nguyên kịch bản bên trong, tại Vegapool bị chính phủ thế giới mang đi về sau, hắn liền mang theo một bộ phận Vegapool kỹ thuật trốn về Bắc Hải. Trở lại Dơ Ma Vương quốc về sau, Vinsmo Joker lợi dụng khoa học kỹ thuật trọng chấn dơ ma 66, đồng thời tại về sau lãnh đạo dơ ma 66 đã dẫn phát chém giết Bắc Hải bốn nước, sự kiện lớn đem Bắc Hải bốn quốc chi chủ đầu lâu chém xuống, cũng đem việc này kiện vẽ cự hòa tác vì kỷ niệm. Phái người cho hắn đưa cái tin đi, Bắc Hải nhưng không khỏi hắn dơ ma 66 làm loạn, mặc dù bản bộ thẩm tra chỉ là làm dáng một chút, nhưng nếu như tại ta trì hạ thật để Vinsmo jugger đem Bắc Hải quấy đến long trời lở đất, khó mà làm được. Ngón tay hắn nhẹ nhàng địa gõ bên bồn tắm, bắt hải bá chủ, cũng không phải hắn dơ mà 66. Momonga gật gật đầu, chợt do dự một chút, muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì sao? Đa rân nhìn hắn một cái. Momonga cân nhắc ngữ khí, chậm rãi nói. Gần nhất Bắc Hải tới một cái thế lực mới đội, thực lực rất mạnh, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn bọn hắn đã đánh tan mấy cái gheo lên gia tộc mấy cái nổi tiếng mafia gia tộc, đồng thời tiếp quản việc buôn bán của bọn hắn. Ta phái người đi thăm dò qua nhóm người này bối cảnh, phát hiện có chút không đơn giản. Hắn hít vào một hơi thật dài, sắc mặt nghiêm túc. Nhóm người này dẫn đầu là cái 10 tuổi không đến tiểu quỷ. Tên của hắn là Momonga chậm rãi thở ra một hơi, Don Quisto Doflimo. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 10 Tương nhã mang trái cây Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Don Quixote ở Dofilimo Nghe được cái tên này, đa rần đầu tiên là sững sờ, trên mặt chợt hiện ra một vòng biểu tình cổ quái. Làm người xuyên Việt, đối với cái tên này hắn nhưng không có chút nào lạ lẫm, thậm chí có thể nói là như sắm bên tai. Tương lai vương hạ thất vũ hải một trong, hỏa liệt điểu. Nắm giữ lấy thế giới hơn phân nửa giao dịch phi pháp con đường thế giới dưới đất lớn nhất người trung gian, Joker. Bên ngoài là Dressrosa quốc vương, bí mật cùng bách thú Kaido hợp tác, quấy thế giới phong vân trùm phản diện. Chỉ bất quá, lúc này vương hạ thất vũ hải chế độ còn không có thành lập, bách thú Kaido cũng còn chưa trở thành tung hoành tân thế giới tứ hoàng, mà Doflimo. Cũng bất quá là một cái vừa mang theo mấy người bộ hạ đi vào Bắc Hải góp nhặt thế lực hoàng mau tiểu quỷ mà thôi không sai, tiểu quỷ này bối cảnh. Môn Mông Ga nói không tỉ mỉ, ẩn ẩn mang theo kiên kỵ. Đa Rân cười cười, dứt khoát địa làm rõ. Không phải liền là một cái bị tước đoạt quyền lợi Thiên Long Nhân nha, hiện tại cùng một đầu tan gia chó đồng dạng đi vào Bắc Hải, khắp nơi cắn người linh tinh. Môn Mông Ga nhìn Đa Rân một chút, mặc dù nhiều năm như vậy cộng sự, hắn đã sớm biết Đa Rân là cái coi trời bằng vung, chỉ sợ thiên hạ bất loạn gia hỏa nhưng cái sau đối địa vị tôn quý thế giới quý tộc thiên long nhân như thế khịt mũi coi thường ngữ khí yên nguyên để mô mông ga mười phần bất đắc dĩ ngươi ngược lại là đủ bình tĩnh hắn bất đắc dĩ địa thở dài một hơi tuy nói dofilimo đã bị tước đoạt tiếp tục ở tại thánh địa maria vô quyền lợi nhưng vô luận như thế nào trong thân thể của hắn yên nguyên chảy xuôi thiên long nhân huyết mạch bây giờ nhìn hắn giơ cao lên don băng hải tặc cơ hiệu đoán chừng là muốn tại bắc hải khuếch trương thế lực cắm rễ ở chỗ này chúng ta thật sự là không tốt lắm xử lý a à, nói không chừng sẽ còn đem chúng ta đi qua mấy năm bố cục đều hủy nét mặt của hắn có chút khó khăn đa rừng chúng ta cần hướng bản bộ báo cáo sao theo đạo lý tới nói Doflimo giờ lên hải tặc cờ bọn hắn làm bắt hải hải quân tự nhiên muốn đối với hắn tiến hành thảo phạt nhưng Doflimo thiên long nhân thân phận lại làm cho người sợ ném chuột vỡ bình Đa rần trầm ngâm một chút. Dophilimo hoàn toàn chính xác khó giải quyết. Phải biết, gia hỏa này tại nguyên kịch bản bên trong thế nhưng là dám cướp tên Kim Âm Dương Thiên Thượng Kim tên điên nương tự theo Thiên Long Nhân thân phận ngành sinh sinh bức bách chính phủ thế giới cho hắn nhượng bộ cho hắn một cái thân phận của Vương Hạ Thất Vũ Hải Hải quân cũng bởi vì thân phận của hắn mà kiên dè không thôi không dám tùy tiện động đến hắn. Tuy nói tơ su tham mưu đã từng nhiều lần đi thảo phạt hắn, để hắn chịu không ít khổ đầu, thậm chí về sau Doflimo nhìn thấy tơ su tham mưu quân hạm liền dọa đến nghe ngóng rồi chuông. Nhưng cái này liền đủ để chứng minh vấn đề. Bởi vì Doflimo còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Lấy tơ su tham mưu hải quân nguyên lão thực lực cường đại, dù là không dường như thời kỳ gáp cùng Senguk, nhưng hắn muốn thảo phạt, bắt giữ một cái còn không có trưởng thành Doflimo, đơn giản không cần tốn nhiều sức. Nhưng hắn lại năm lần bảy lượt để Doflimo trong tay chạy đi. Nói trắng ra là, liền là cố kỵ hắn thân phận của Thiên Long Nhân. Không, tiểu quỷ kia để cho ta tới xử lý đi, ngươi tạm thời không cần phải để ý đến. Về phần bản bộ bên kia, đoán chừng sen gúc lão đầu tử chẳng mấy chốc sẽ ngồi không yên. Momonga gật gật đầu, quay người rời đi phủ đệ đa rân lẳng lặng địa nằm tại băng lãnh thấu xương trong nước đá, rơi vào trầm tư. Một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên vẫy vẫy tay. Phản phất có một sợi yếu ớt hồ quan điện tại giữa ngón tay lấp lóe mà qua, vô hình, quỷ dị lực trường bỗng nhiên khuếch tán ra. Sau một khắc, hình ảnh không thể tưởng tượng xuất hiện, chỉ gặp một viên tiền xu từ treo ở bên cạnh quân phục trong túi quần bay ra, linh hoạt mà ổn định địa, phiêu, đến đa rân trên lòng bàn tay công, lẳng lặng địa lơ lửng ở nơi đó phản phất có cái gì quỷ quyệt lực lượng thao túng đồng dạng. Nếu có người ở chỗ này nhìn đến, sợ rằng sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì nương theo lấy đa rân ngón tay dẫn ra, kim loại cảm nhận tiền xu còn cuốn bàn tay của hắn không ngừng xoay chuyển, bay múa, như cùng một con linh xảo hồ điệp. Hệ Paramisia, trái Yiki Yiki no Mi. Tại nguyên kịch bản bên trong thuộc về cực ác no thời đại, siêu tân tinh xa, kíp trái ác quỷ năng lực. Chế tạo từ trường, đem kim loại vật nam châm hóa, có thể khống chế từ lực cùng điện khí thao túng sát các loại tất cả vật phẩm kim loại năng lực. Đây là đa rân tại một lần mafia quét sạch hành động hạ chỗ tịch thu được chiến lợi phẩm, xác định đây là Ursa, kiếp kia một viên trái Jiki Jiki no Mi về sau, hắn cơ hồ không chút do dự địa ăn. Trái Jiki Jiki no Mi cái này một trái, trên bản chất là một cái khai phát tiềm lực cực lớn, hạng mức cao nhất vô hạn cao trái ác quỷ chỉ là bị kiếp tên ngu xuẩn kia cho khai phát được thành phân đồng dạng. Rõ ràng có thể làm ưu nhã trang diện người, Mangeto, hắn lại vẫn cứ vui đùa hơn cao, làm cao tới. Lãng phí một cách vô ích một viên buJ đồng dạng thần cấp trái cây. Chí ít theo đa rân, chỉ cần khai phát đến làm, trái Yiki Yiki no mi uy lực, tuyệt đối không thua gì đỉnh cấp hệ Logia. Mà cái này, tự nhiên cũng thành đa rân lớn nhất ác chủ bài. Nghĩ như vậy, hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt. Hắn cứ như vậy nằm tại cực hàng trong nước đá, vô hình từ trường quỷ dị địa bao phủ chung quanh, kim loại tiền xu tại linh xảo địa phất phới, khi thì có yếu ớt tử sắc hồ quan điện nhảy lên lấp lóe. Sinh vật từ trường ảnh hưởng dưới, hắn bên ngoài thân thương thế nhanh chóng địa khép lại, toàn thân cao thấp cơ bắp giàu có tiết tấu địa chập trùng, co vào. Đây là hắn gần nhất mới khai phát ra tới trái di ki no mi năng lực thông qua để cho người ta thể đưa thân vào cường độ nhất định sinh vật từ trường bên trong, có thể trợ giúp thương thế khôi phục, đồng thời tiếp tục tính mà tăng lên tố chất thân thể. Đương nhiên, liền xem như lấy hắn hiện tại cường hãng thể chất, tại loại sinh vật này từ trường hạ cũng chỉ có thể kiên trì chừng 3 giờ, thời gian càng trưởng, hắn thừa nhận áp lực cùng thống khổ liền sẽ càng mạnh. Một khi vượt qua thân thể tiếp nhận cực hạn, nội tạng đem lại nhận không thể nghịch chuyển tổn thương thời gian từng giây từng phút trôi qua đi. Nương theo lấy sinh vật từ trường tác dụng, tại đa rần cảm giác bên trong, thân thể của hắn các hạng số liệu, cách mỗi 10 phút liền sẽ đi lên nhảy lên một lần. Thể phách không? Không một lực lượng không? Không một tốc độ không? Không một. Ngày kế tiếp, Đa rần thay đổi một thân quân phục mới tinh, phủ thêm rộng lượng áo choàng, vừa tới đến căn cứ trưởng văn phòng liền thấy đỉnh lấy một đôi mắt quần thâm cha tân mặt ủ mày châu địa ngồi ở chỗ đó, không ngừng ngáp một cái. Rõ ràng là một bộ thức đêm huấn luyện về sau, tinh thần quể oải dáng vẻ. Đa rần thấy thế cười cười, xem ra chính mình thật sự là kích thích đến gia hỏa này. Cha tân thiếu tá, buổi sáng tốt lành. Hắn lên tiếng chào. Chào buổi sáng. Cha tân mơ mơ màng màng địa trả lời một câu, chợt phản phất nghe rõ thanh âm chủ nhân, bỗng nhiên run một cái, từ trên ghế salon đột nhiên nhảy lên. Đừng đánh mặt. Hắn bày ra phòng ngự tư thái, hai tay vắt ngang ở trước mắt. Chủ yếu ngăn trở mình mặt. Đây là bị đánh ra bóng ma tâm lý A, à, Đa Rân bật cười lắc đầu nói. Yên tâm, ta biết ngươi dựa vào mặt ăn cơm. Cha Tân nửa tin nửa ngờ nhìn Đa Rân một chút, cái này mới chậm rãi thả tay xuống phản phất là cảm thấy trên mặt mũi có chút không nhìn được, hắn cứng nhắc lấy cổ lạnh hừ một tiếng. Tính ngươi thức thời. Hắn dừng một chút, bổ sung một câu. Ngày hôm qua luận bàn, ngươi biết, ân, ta không dùng toàn lực. Dù sao ngươi là bác hải người đứng đầu, ta nếu là ngay trước ngươi nhiều như vậy bộ hạ trước mặt, đem ngươi đánh một trận, ảnh hưởng không tốt lắm. Đa rân, hiểu chuyện, cười nói. Đúng vậy, cha tân thiếu tá thế nhưng là bản bộ thiên tài, ta lại làm sao có thể là đối thủ của ngươi đâu. Hắn lấy ra một hộp xì gà, đưa cho cha Tân một cây. Đó là đương nhiên. Cha Tân rất hài lòng đa rân biểu hiện, một tay chống nạnh, một tay tiếp nhận xì gà, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Bất quá đa rân, ngươi xì gà này là thế nào tới? Loại này món hàng tốt, liền xem như bản bộ cũng không nhiều gặp A. À. Đang khi nói chuyện, cha Tân đã đem xì gà nhóm lửa, đắc ý địa thôn vân thổ vụ đa rân cũng ở bên cạnh ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo, đồng dạng đốt một điếu xì gà. Ta bên này còn nhiều, cha tân thiếu tá ngươi thích, ta quay đầu để cho người ta cho ngươi đưa một trương đi qua. Một, một trương. Cha tân trong tay lắc một cái, phỏng tay giống như trừng lớn hai mắt. Hắn không phải không thấy qua việc đời dế nhũi. Loại quý tộc này chuyên cung cấp xì gà, sinh ra từ Tây Hải theo mang quần đảo mùi thuốc lá trồng trọc vườn, mỗi một cây giá vốn cách vượt qua 50.000 berry. Một hộp 10 chi, một trương 20 hộp. Nói cách khác một trương xì gà đã vượt qua 10 triệu berry. Mà hắn làm một bản bộ thiếu tá đích lương hàng năm, mới 2 triệu berry không đến. Đa rần gia hỏa này. Từ đâu tới tiền? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.